Alo, các bạn nghe thấy nó không ạ? Alo. À, thầy điểm danh các bạn chút nha. À, Võ Trường Giang. À, có một số bạn nhắn này thầy trước rồi. Ok, Võ Trường Giang có đúng không? Epson. À, Phạm Văn Khánh có rồi ha. Bạn có nhắn thầy. Vương Anh Tuấn cũng có luôn. À, Nguyễn Xuân Tùng. Xuân Tùng có không ạ? Tùng Xuân có là đúng không? Thầy thấy rồi. Nguyễn Hoàng Phan. Cố em ạ. Ok. Nguyễn Hoàng Phan, Nguyễn Xuân Phú, Xuân Phú có mà, Xuân Phú không có đúng không? Vũ Ngọc Tú, Vũ Ngọc Tú có mà. Phan Vũ Ngọc Tú có mà không có đúng không ạ? À Tú có thầy thấy có rồi, thầy thấy có rồi. Lê Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt có mà không thấy Tuấn Kiệt nha. Thanh Hà, Ngô Vũ Thanh Hà, Hà Ngô có đúng không? Tuấn Kiệt không thấy. Ok. À, các bạn chắc các bạn chờ thầy khoảng 10 phút ha, tại có một việc cá nhân một chút. À, các bạn đợi thầy 10 phút ha. Sorry các bạn ha. Mình bắt đầu học. Bạn chờ thầy thêm 10 phút. Sorry các bạn nha.
Alo, alo. Chào các bạn, xin lỗi các bạn ha, hơi lố giờ một chút. Mình bắt đầu nha các bạn. Các bạn nghe chưa? Các bạn thấy slide chưa? Ok. Thầy bữa trước mình học về YOLO với SD ha, thì thầy review lại một chút trước khi chúng ta đi qua phần mới và sau đó chúng ta sẽ thực hành xong chúng ta sẽ qua NLP ha. Tại vì cái nội dung trong cái khóa học chúng ta khá nhiều nội dung, chủ yếu để trang bị cho các bạn một cái khái niệm về các loại dữ liệu mà chúng ta có thể xử lý bằng deep learning. Thì sau này các bạn có cơ hội nghiên cứu thêm, nghiên cứu sâu thêm, thầy khuyến khích như vậy ha, thì các bạn sẽ dễ dàng tiếp cận. Ví dụ bạn muốn làm riêng về NLP, ngôn ngữ tự nhiên, thì bạn dễ dàng tiếp cận vì bạn đã hiểu được cái khái niệm nó và cách xử lý nó trong deep learning ha, thì bạn dễ dàng tiếp cận hơn. Thì mục đích khóa học này chủ yếu là trang bị cho các bạn một số cái understanding về deep learning cho các loại dữ liệu thôi. Còn nếu nói sâu thì cũng chưa hẳn là sâu lắm, nhưng mà bù lại các bạn sẽ dễ dàng học nó nếu các bạn thích một cái hướng nào đó hoặc các bạn nghiên cứu một hướng nào đó ha. Thì thầy nhắc lại bữa trước là cái YOLO, thì YOLO của chúng ta thực chất thì nó sẽ cố gắng nó tối ưu hóa nhiều hàm mục tiêu ha, nhiều hàm mục tiêu. Nó cố gắng là sau khi mỗi lần nó học nó cố gắng tối ưu hóa là làm sao để cho cái khung này là tốt nhất, chứa đầy đủ các feature nhất, làm sao cho để nhận diện được cái object này là tốt nhất ha. Đó, thì chúng ta thấy có cái confident là object ở đây, chúng ta cũng thấy width 2 ở đây luôn, width 2 và cái tâm của cái khung ha, vừa là cái tâm của cái khung, vừa là width 2 của cái khung, mà vừa là confident về cái phần mà object chứa trong cái khung này ha. Đó, và cái xác suất của nó, thì tất cả những hàm mục tiêu này kết hợp với nhau thì YOLO nó nhiệm vụ của nó là nó sẽ phải tối ưu hóa tất cả nguyên cái hàm mục tiêu này. Cái hàm này nếu mà trong deep learning người ta phải gọi một khái niệm khác, hàm loss, hàm loss function, tức là giảm thiểu cái loss nhiều nhất có thể ha. Đó, thì ở đây YOLO nó vận hành nhanh hơn so với các thuật toán khác, bởi vì nó sẽ tính toán trên từng cái read cell nó chia này. Bạn thấy không? Nó chia như vậy, nó chia thành read cell như vậy, và bây giờ nó sẽ bắt đầu là nó sẽ tạo các khung, các bounding box xung quanh cái read cell này. À, thì ở đây tùy thôi, nó có thể tạo 2 hoặc 5 bounding box xung quanh cái read cell đó, và nó tính cái xác suất bounding box đó chứa object. Sau đó nó sẽ combine các bounding box lại với nhau để ra được object cuối cùng. Thật ra một cái khung bự này là do sự combine kết hợp của tất cả các read cell mà nó có xác suất cao là object ha, combine lại thì ra được cái khung bự như vậy, chứ không phải là cùng lúc mà sẽ được khung này đâu nhé bạn. Tức là nó sẽ ra được cái xác suất của từng cái read cell này có khả năng chứa object gì ha, nó combine lại thì nó mới ra được cái này. Thì đó là YOLO nó vận hành nhanh là nhờ nó chia thành read cell và nó build bounding box xung quanh read cell này ha, và nó cố gắng tối ưu hóa hàm mục tiêu này ha. Thì các bạn có thể xem lại bài trước, đó là YOLO. Còn tiếp theo là single shot detector. Thì single shot detector nó làm cũng kiểu như YOLO, nhưng mà số lượng bounding box của nó nhiều hơn YOLO rất là nhiều. YOLO thì chỉ đến cái bước cuối cùng thôi, cái ma trận cuối cùng, cái phần mà feature map cuối cùng ở đây nè, thì nó mới thực sự là build các bounding box để nó tính cái xác suất của mỗi bounding box. Nhưng mà hàng SSD thì nó sẽ build cái bounding box từ từ các bước mà nó feature injection, mà thấy là từng cái feature map đây nó đều góp vào cái bounding box hết. Như vậy số bounding box mà để nó tính xác suất, để trước khi nó combine các bounding box lại để ra cụ thể là object nằm đâu á, thì số bounding box của nó có tất cả là 8.732 bounding box. Trong khi đó thì YOLO nó chỉ có 98 bounding box thôi. Và bounding box này được được tạo là từ đâu các bạn? Tự tạo từ các feature map qua mỗi bước mà nó convolution. À, như vậy là số bounding box nhiều hơn đồng nghĩa nó có khả năng nó detect object tốt hơn, và nó có khả năng gì các bạn, detect những object overlap nhau. À, YOLO thì những object overlap nhau khó detect, nhưng mà SSD nó có thể detect tốt hơn. À, tuy nhiên thầy thầy khuyến cáo các bạn nên xem những phiên bản YOLO sau, ví dụ YOLO 2, YOLO 3, bởi vì YOLO 2, YOLO 3 nó sẽ giải quyết vấn đề là các object overlap nhau. À, nhưng mà dù như nào thì SSD nó vẫn giải quyết tốt hơn chuyện đó. À, như vậy là SSD với YOLO thực chất không phải là cái gì khá khác nhau, nó chỉ SSD chỉ có là số bounding box nhiều hơn, có khả năng detect object tốt hơn. SD gọi là single shot detector ha. Single shot bởi vì nó sẽ đi thẳng trực tiếp từ feature map để ra bounding box trước khi detect object, thay vì nó phải đi qua như là mass ACNN là phải đi qua hai cái network, một cái network là gợi ý và một cái network là feature detection, thì hai cái network đó nó không phải là single shot. Còn này nó khái niệm single shot bởi vì nó không phải đi qua hai network, nó đi qua một network duy nhất ha, và nó build số bounding box nhiều hơn YOLO. Về cơ bản thì single shot
có vẻ như là tốt hơn Yolo so với và Machine, đúng không? Nhưng mà single shot nó có một cái vấn đề là cái thời gian, cái timing của nó thì nhanh, nó lâu hơn Yolo. Cái này là sự đánh đổi rồi các bạn. Cái gì mà muốn tốt hơn thì thường sẽ lâu hơn, đúng không các bạn? Ít khi nào mà xử lý tốt hơn mà lại nhanh hơn được đúng, ha. Nhưng mà Yolo vẫn là nhanh nhất. Ngày nay người ta vẫn chọn Yolo bởi vì cái tốc độ nó nhanh nhất. Tuy nhiên nếu người ta cần cái độ chính xác cao hơn hoặc là một số cái bài toán cần cần cái detect object chi tiết hơn, thậm chí là overlap nhau vẫn có thể detect được, thì người ta sẽ nghĩ đến single shot detector hay gọi là SSD ha. Thì đó là cái overview của cái bài hôm trước. Rồi thì hôm nay chúng ta làm nốt, mà ở đây có một số cái khái niệm mà đọc cho kỹ ha. Ở đây là số bound box nó cộng qua các layer, mỗi convolution nó có số lượng box cộng lại, như vậy số bound box tổng cộng là 8.3732 ha. Mà coi lại còn YOLO chỉ có 98 thôi. Rồi bạn thấy SSD ha, nó có thể detect được cái xe đạp và overlap cái xe buýt này, thấy không? Đây là xe đạp, đây là xe buýt nè, overlap nhau vẫn detect được nè, thấy không? Đấy, mà thấy trong một cái cano nó overlap nhau vẫn detect được ha. SD khá là ok, đó chính đó. Rồi tiếp theo là EfficientNet. Thì EfficientNet là một cái mạng chuyên dùng để giải bài toán gì các bạn? Bài toán classification. Như vậy bạn hình dung ha, là EfficientNet sẽ giải bài toán classification nha các bạn. Còn YOLO với SSD sẽ giải bài toán detection nha. Hai bài toán này là khác nhau, bữa thầy nói các bạn rồi. Detection là vừa là xác định cái object là gì mà vừa xác định vị trí của object. Trong đó classification chỉ làm nhiệm vụ duy nhất là xác định cái bức ảnh đó, cái bức ảnh input đó chứa object gì thôi. À, như vậy là cái range của bài toán classification nó nhỏ hơn so với bài toán gì các bạn? Detection, đúng không? Tuy nhiên trong một số ngành công nghiệp đó, thì người ta quan tâm đến bài toán classification nhiều hơn, bởi vì bức ảnh người ta đã có một hệ thống detect rồi, tức là hệ thống nó đã detect được object rồi nhưng mà nó không biết object là gì thôi, thì chúng ta sẽ xây dựng deep learning cho những hệ thống kiểu như vậy, thì lúc đó chúng ta có thể nghĩ đến mạng EfficientNet. Đó. Ví dụ như trong ngành công nghiệp xác định lỗi á, thì người ta đã detect được cái lỗi rồi nhưng người ta không biết cái lỗi đó lỗi gì, hình dung không? Người ta có thể detect được vị trí lỗi rồi, người ta có một cái hệ thống inspection, người ta detect được lỗi rồi, người ta drop được cái vị trí lỗi đó luôn rồi nhưng mà người ta không biết lỗi đó là lỗi gì, thì lúc đó mình sẽ xây dựng một cái deep learning để xác định lỗi đó lỗi gì, thì lúc đó bài toán mình không còn là detection nữa bởi vì người ta đã detect rồi, và tất mình sẽ là classification. Lúc đó mình sẽ dùng EfficientNet để classify coi lỗi đó lỗi gì. Nên chúng ta không cần nhất thiết phải dùng YOLO với SSD. Mặc dù YOLO SSD nó có cả classification trong đó nhưng mà nó nặng quá, nếu bạn làm cả detection trong đó thì hơi nặng, đúng không? Thì chúng ta có thể dùng cái nhẹ hơn là EfficientNet chỉ chuyên dành để classification thôi. Thì cái EfficientNet có gì đặc biệt? EfficientNet được xây dựng bằng cách là nghiên cứu ở ba mức độ. À, thường thì mua bức ảnh, thường thì một cái mạng chúng ta nó có ba cái mức độ để quyết định coi là chúng ta có giải quyết tốt vấn đề hay không. Mức độ thứ nhất đó là độ sâu của mạng, có nghĩa là mạng càng sâu thì sao các bạn, mạng càng sâu có nghĩa là càng nhiều layer thì chúng ta càng chích được nhiều gì các bạn, chích được nhiều đặc trưng, càng đi sâu hơn, càng phân tích sâu hơn đặc trưng, đúng không? Tuy nhiên nó cũng có một cái giới hạn nhất định, có nghĩa là nếu bạn đi sâu quá thì sao các bạn, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là ngược lại, có nghĩa là nó sẽ dẫn đến tình trạng là kết quả sẽ xấu hơn, đúng không, chứ không phải là tốt hơn. Như vậy là chúng ta có độ sâu là một cái chiều thứ nhất. Chiều thứ hai có nghĩa là cái gì các bạn, độ có là độ 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 rộng, độ width ha, độ width, độ rộng. Độ rộng có nghĩa là sao các bạn, có nghĩa là bức ảnh của chúng ta input vô các bạn nó bao nhiêu chiều, nó là độ rộng. Bức ảnh ta input vô là 3 chiều, nó khác với bức ảnh input chỉ 1 chiều, khác với ảnh input 4 chiều, có ảnh 4 chiều nha các bạn. Rồi từng layer, từng cái feature ở giữa nó có mức độ số 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 gì số, số số layer của nó khác nhau nữa. Như vậy là gì? Bức ảnh chúng ta input vô là 1 chiều, 2 chiều hay 3 chiều và ở giữa chúng ta cũng có bao nhiêu chiều nữa thì nó là độ rộng ha. Đó là độ rộng. Và cuối cùng nữa là cái size của ảnh. Ảnh của chúng ta mà càng bự á, thì thông tin nó càng nhiều, mà ảnh ta càng nhỏ thì thông tin càng ít. Như vậy độ rộng của ảnh, ví dụ như ảnh 500 nhân 500 chắc chắn sẽ chứa nhiều thông tin hơn ảnh 256 nhân 256, đúng không các bạn? Thì cái đó là resolution, gọi là độ resolution đó. Resolution tiếng Việt là gì ta? Độ phân giải, đúng không? Độ phân giải. Như vậy chúng ta có ba yếu tố để ảnh hưởng đến cái accuracy chúng ta. Thứ nhất là độ sâu của cái mạng nó sâu bao nhiêu.
thứ hai là độ rộng của một cái của một cái feature map, có nghĩa là feature map đó nó có cái depth là bao nhiêu, nó là depth nhưng mà nó gọi là độ rộng ha, hoặc là cái ảnh input chúng ta là bao nhiêu chiều đó. Và cái thứ ba nữa là resolution, có nghĩa là bức ảnh chúng ta bự hay nhỏ khi chúng ta input vào cái mạng, đúng không? Thì ba yếu tố nó sẽ ảnh hưởng đến accuracy. Thì ExpressionNet này nó sẽ trung hòa giữa ba yếu tố, có nghĩa là nó cố gắng nó tìm kiếm các tham số nào đó là phù hợp nhất để ba yếu tố đó là là tối ưu nhất có thể đó. Thì như vậy là nó sẽ có, chúng nó thầy sẽ thầy có đường link thầy gửi cho các bạn luôn ha, các bạn đọc thêm đường link này các bạn sẽ hiểu hơn về cái ExpressionNet. Thầy gửi đường link qua chat cho các bạn luôn. Các bạn có thể xem đường link này trước với thầy, trước khi thầy đi qua cái phần slide thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Này thầy nhắn đường link cho các bạn ha. Các bạn có thể lưu đường link này lại. Mình mở đường link này cho các bạn cùng coi ha. Đây. Thì ở đây ba yếu tố mà thầy nói các bạn đây, nó là ba cái phần này. Đó là cái depth nè, đó, cái depth nè. Đó thì cái mạch chúng ta là nó càng sâu thì cái đề thì chúng ta càng có deeper information hơn. Thì yếu tố thứ nhất là depth, tuy nhiên cái depth mà nó sẽ sâu đến mức độ phải chứ mà sâu quá nó sẽ bị đánh vấn đề gì các bạn, là radian chúng ta sẽ bị chỉ tiêu, có nghĩa là chúng ta càng đi sâu thì cái mức độ radian chúng ta là nó càng mất nhiều thông tin ha, nó càng mất thông tin. Thì cái việc mà vadis radian chúng ta sẽ nằm trong mà sẽ học trong cái bài bonus ha, để hiểu hơn. Nói chung là đến một cái ngưỡng nào đó thì accuracy nó sẽ gì bằng, nó sẽ saturate, có nghĩa là nó sẽ giảm chứ không phải là tăng, đúng không? Thứ hai nữa là cái độ rộng. Cái độ rộng ví dụ như ảnh chúng ta là ba kênh màu RGB nhưng mà sẽ có những độ những cái ảnh khác có ít kênh màu hơn, ví dụ như hai kênh thôi hoặc một kênh thôi. Và bản thân trong cái mạng nó cũng có độ 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 sâu của từng cái feature map nữa, thì nó cũng quyết định, phải là cái width cũng quyết định đến accuracy ha. Và thứ ba nữa là resolution. Resolution chính là cái độ phân giải. Thì ảnh chúng ta mà ảnh kích thước bự hơn thì thông tin sẽ nhiều hơn 256. Tuy nhiên cái vấn đề là gì các bạn, khi ảnh chúng ta input vô mạng một cái mạng á, thì chúng ta thường có một fix size, như vậy chúng ta không được phép input ảnh bự hơn, đó là một cái bất lợi của các mô hình khác. Thì FaceNet nó giải quyết được cả ba cái vấn đề này bằng cách nó trung hòa, bằng cách nó build một cái công thức, nó build một công thức như vậy. Công thức này nó sẽ gồm ba yếu tố là depth, width và resolution. Là nó được tham số hóa bởi bốn cái giá trị là alpha, beta, gamma và phi, đúng không? Phi, bạn thấy đây ha. Alpha, beta, gamma và phi, và tác giả đề xuất ExpressionNet đã dùng một cái cách thức gọi là tìm kiếm để có được cái tham số phi, alpha, beta, gamma làm sao để tốt nhất, có nghĩa là trung hòa tốt nhất ha, trung hòa tốt nhất. Thì tác giả đi qua một cái các cái bước làm như vậy. Đây là các bước làm. Đầu tiên tác giả fix phi 1, phi bằng 1, tức là fix cái mũ nè các bạn, fix cái mũ này nè. Cái mũ trong đây nè, đó, phi bằng 1 hết nè. Sau đó tác giả sẽ turning để tìm alpha beta gamma làm sao cho accuracy là tốt nhất. Đó, sau đó tác giả lại tiếp tục quay lại quá trình này để cập nhật cái phi, tìm kiếm cái phi 2, phi 3, phi 4. Thì sau khi tác giả đã chạy qua tất cả các tham số này, tác giả nhận thấy là cái bộ tham số là alpha bằng 1.2, beta bằng 1.1 và gamma bằng 1.15 là nó sẽ làm việc rất là tốt, nó sẽ work best cho cái bài toán classification. Từ đó tác giả build ra một cái mạng tên là EfficientNet B0. B0 có nghĩa là những tham số này đã được tìm kiếm là tốt nhất khi tác mã, khi tác giả thế vào đây. Khi tác giả thế các tham số mà tác giả đã search tìm kiếm tốt nhất vào đây thì tác giả sẽ biết được cái depth là bao nhiêu, cái width là bao nhiêu và cái resolution là bao nhiêu tốt nhất cho cái mạng đó. Đó. Thì như vậy là từ đó tác giả đã build được một cái mạng gọi là EfficientNet, cái mạng đó là với những tham số tối ưu nhất có thể để đảm bảo là chúng ta có một cái mạng có thể là trung hòa giữa ba yếu tố mình thể nói ha. Rồi bây giờ đi sâu hơn chút nữa là giả sử là EfficientNet nó còn một, bên cạnh cái việc mà nó tối ưu hóa về cái ảnh input nè, tối ưu hóa về độ sâu layer nè, và tối ưu hóa về cái width của từng cái feature map nữa, thì bên EfficientNet nó còn dùng hai kỹ thuật, đó là kỹ thuật residual block và kỹ thuật inverse residual block.
thì cái residual block là bạn học rồi, bạn học cái ResNet rồi đúng không? ResNet đó, thì cái trong cái feature net đó, thì sau khi nó convolution nó ra một cái feature map nhỏ hơn, ví dụ như vậy. Thì sau khi mà nó ra được cái này thì nó sẽ thực hiện thao tác là nó thực hiện thao tác gì các bạn, là convolution với một cái với một cái filter là 1:1 đúng không? 1:1 convolution, thì nó hoàn toàn có thể build được một cái feature map mà giống như feature map gốc. Nhưng mà cái feature map này á, rõ ràng nó mất thông tin. Tại sao các bạn? Tại vì bạn đang có nhiều thông tin đây, bạn nén xuống đây xong đó bạn bung ngược lại. Hoàn toàn có thể làm được chuyện này nha các bạn. Bạn chỉ cần chọn convolution filter cho tốt thôi thì bạn hoàn có thể có được cái feature map giống như cái gốc ha. Thì các bạn có thể coi lại cái bài convolution đó, có nhiều bài convolution nếu giúp bạn có thể bung từ một cái feature map nhỏ hay feature map lớn. Nhưng mà cái feature map lớn này rõ ràng nếu mà so với cái đầu nó sẽ có khả năng mất thông tin đúng không các bạn? Mất thông tin đúng không? Tại vì dù gì bạn đang làm thao tác là thu nhỏ lại xong rồi phóng to lên. Cái này gọi là quiz ha. Quiz có nghĩa là bạn ép nhỏ lại xong rồi phóng to lên. Thì cái feature map này có thể nó sẽ bị mất thông tin. Như vậy người ta sẽ dùng cơ chế residual, có nghĩa là người ta cộng cái kết quả, người ta cộng cái thông tin feature map này vào cái thông tin này. Đó. Cộng thông tin feature map này vào thông tin này. Thì khi cộng đó thì bạn sẽ có một cái kết quả là enrich hơn. Có nghĩa là vừa những feature map được chắt lọc ở đây mà vừa là thông tin feature map của bản gốc. À, như vậy chúng ta sẽ có cái residual này chính là giống một cái ResNet. ResNet à. Rồi với một số layer thì nó bung từ nhỏ sang lớn thì cũng làm tương tự, thì nó bung từ nhỏ sang lớn xong nó convolution gì đó xong nó về nó thu nhỏ lại thì nó cũng dùng ResNet. Thì quy chung là trong EfficientNet á, tất cả các bước của nó đều dùng ResNet hết, đều dùng ResNet hết. Có nghĩa là ngoài cái chuyện tác giả tối ưu hóa cái việc là gì các bạn, ba cái thông tin mà nãy thầy nói á, thì các bước làm convolution tác giả đều làm thao tác ResNet như vậy hết. Có nghĩa là cố gắng bung lại sau đó cộng thông tin lại để cho thông tin không bị mất đó. Thì đây là cái cách làm của dùng ResNet trong EfficientNet. Rồi bên cạnh EfficientNet nó còn làm cái cách của mobile nữa. Các bạn còn nhớ MobileNet không? MobileNet là sao các bạn? MobileNet có nghĩa là thay vì chúng ta convolution dùng một cái khối đúng không? Thay vì chúng ta có một cái khối feature map này, chúng ta sẽ dùng một cái khối gì các bạn? Dùng một cái khối filter, một cái filter, kernel filter là một cái khối 333 ha, 333 hoặc là 55 ha. Chúng ta filter theo khối luôn, có nghĩa là lấy cái khối đó nhân với cái khối này. Bạn hình dung nó có một cái khối nhỏ, có một khối nhỏ đây, một cái qubit á, qubit nhỏ đây, nó sẽ trượt khắp cái khối này để nó filter, để nó convolution ra kết quả. Thì thằng MobileNet nó không làm chuyện đó. MobileNet, tại vì MobileNet, mục đích của MobileNet, bạn coi lại bài MobileNet ha, mục đích của MobileNet là nó cần sự tính toán gọn lẹ và là lightweight computation, tính toán gọn lẹ nhưng mà kết quả sẽ không bị mất mát nhiều. Tất nhiên khi bạn tính toán gọn nhẹ thì tất nhiên nó cũng không bằng cái gốc đâu, nhưng mà ít ra nó đảm bảo là cái sai số nó không bị nhiều so với cái tính toán gốc. Thì MobileNet nó sẽ làm thao tác gì các bạn? Nó không còn convolution theo khối, có nghĩa là nó không dùng một cái khối filter nó còn convolution theo cái khối này, mà nó dùng gì các bạn? Nó chia một cái khối này thành nhiều gì các bạn? Thành nhiều cái kernel, thành nhiều kernel. Ví dụ như chỗ này mình có C kernel nè. Ha. À, cái này là 2, cái này là weak, cái này là C kernel nè. Thì nó chia C kernel và C kernel nó sẽ còn convolution với cái filter dựa trên từng kernel, sau đó nó ghép lại với nhau. Như vậy là đây là cách làm của MobileNet ha, có nghĩa là tách thành nhiều kernel xong rồi convolution trên từng kernel xong ghép lại với nhau. Thì các bạn hình dung ha, nếu các bạn convolution theo khối thì số lượng tính toán của bạn sẽ là n^3 đúng không các bạn? n^3 với n là gì? Là filter, là cái size của cái filter. Tại vì khi bạn dùng một khối nhỏ bạn trượt đây, có phải là bạn trượt đến đâu bạn sẽ nhân phần tử đó đúng không? Có bao nhiêu phần tử nhân các bạn? Có phải là n^3 không? n^3 đúng không các bạn? Nhưng nếu bạn chia từng layer, từng kernel xong bạn trượt trên từng mặt phẳng thôi, thì như vậy là sau trượt xong từng mặt phẳng xong bạn ghép lại, như vậy là cái tính toán của bạn chỉ có n bình phương thôi đúng không? Bạn trượt trên từng mặt phẳng chính là không gian hai chiều thì có n bình phương tính toán thôi. À, như vậy nếu bạn trượt trên từng mặt phẳng xong bạn cộng lại với nhau thì cái độ phức tạp của nó chỉ là n bình phương. Còn nếu bạn convolution theo khối thì độ phức tạp của nó sẽ là n^3. Như vậy là EfficientNet là một cái mạng network mà kết hợp rất nhiều yếu tố ha. Thứ nhất nó vừa kết hợp residual để đảm bảo gì, không mất thông tin sau khi convolution, dù là từ nhỏ lên lớn hay là từ lớn xuống nhỏ. Thứ hai nó dùng cái tính toán của MobileNet
Có nghĩa là nó sẽ không còn convolution trên một khối mà nó còn convolution trên từng lát cắt. Và thứ ba là nó tối ưu ba cái thông số kia. À, chính vì nó kết hợp nhiều yếu tố lại với nhau nên nó đặt một cái tên là efficient net, có nghĩa là một cái net hiệu quả. Có nghĩa là một cái net vừa vừa tối ưu về performance mà vừa tối ưu về gì các bạn? Về accuracy. À, đó. Như vậy là efficient net là mục đích thì bạn thấy là bạn thấy efficient net ha. Đây chính là cái mô hình của thằng mobile net nè các bạn, mobile net nè. Mobile net nó bữa trước bạn học nó có một cái depth-wide convolution và bound-wide convolution đúng không? Nó nghĩa là một cái input data nó sẽ chia mặt phẳng, chia từng mặt phẳng, và lúc đó chúng ta convolution, chúng ta sẽ lấy từng cái filter này convolution trên từng mặt phẳng. Như vậy từng cái filter này nó trượt từng mặt phẳng thì cái độ phức tạp của nó chỉ là n bình phương thôi đúng không ạ? Cứ cái filter này trượt mặt phẳng là n bình phương, với n là chiều dài của, với n là chiều dài chiều rộng của filter này. Ha? Đó, sau đó cộng hết lại với nhau thì rõ ràng nó cũng chỉ là n bình phương thôi. Rồi sau đó cộng với nhau, sau đó là convolution với một cái filter là 1:1 kiểu như vậy. Thì như vậy là từ C, từ độ sâu là C, depth C, bây giờ nó hoàn toàn có thể ra độ sâu là N. Nó chỉ cần convolution với những cái filter 1:1 như vậy mà chỉ cần N cái thôi. N cái filter kiểu như vậy. Tại vì mỗi lần convolution với một filter này nó sẽ ra một kết quả mặt phẳng các bạn. Nếu convolution với N filter này nó sẽ ra N mặt phẳng. Đó, như vậy rõ ràng là gì? Từ cái C độ sâu ra cái N độ sâu rất là dễ, nhưng mà cái khối lượng tính toán quy chung chỉ là N bình phương. Đó, đây chính là cái mạng MobileNet có nghĩa là khối lượng tính toán độ phức tạp nó chỉ là N bình phương, nó không có hơn. À, đó, như vậy là rõ ràng là gì? À, bên cạnh đó thì tất cả các bước convolution của nó đều kết hợp cái việc này, cái hệ ResNet này các bạn. Kết hợp ResNet này, kiểu như vậy. Đó, để nó tránh mất thông tin. Như vậy là dù là convolution kiểu này hay kiểu này, nó đều kết hợp ResNet như vậy. À, như vậy là nó là kết hợp cả hai yếu tố là vừa ResNet và vừa MobileNet. À, và thứ hai nữa là nó tối ưu hóa. Tối ưu hóa là nó sẽ tối ưu hóa là độ sâu như thế nào là phù hợp, độ rộng như thế nào là phù hợp, ha, resolution như thế nào là phù hợp. Đó, đây là resolution bao nhiêu là phù hợp, độ sâu bao nhiêu là phù hợp và độ rộng là bao nhiêu phù hợp. Thì nó kết hợp ba yếu tố này, nó tác giả đã setting, chính xác là setting nhé các bạn, tìm kiếm nha, chứ không hẳn là fix đâu. Thường có một số tham số là người ta phải setting, người ta đã nghiên cứu và người ta đã và giống như bài báo á, giống như các bạn coi bài báo mà nãy thầy sâu á, người ta đã xác định được cái ba cái tham số này tốt nhất là như vậy. À, chỗ này ha, đó là alpha bằng 1.2, beta bằng 1.1 và gamma 1.15. Các bạn có thể đọc thêm từ bài báo này ha. Đó, thì nó đã ra được cái mạng là như vậy, cuối cùng nó ra được cái mạng như vậy. Cái mạng như vậy với wider nó đã xác định là bao nhiêu đó, depth là bao nhiêu đó và resolve bao nhiêu đó. Thì nguyên cái mạng này là cái mạng của compound scaling, mạng này là mạng của B0. À, rồi các bạn có thể kiếm B1, B2, B4, thật ra B2, B4 nó chỉ là thay đổi về cái wider, thay đổi về depth và thay đổi hydro solution sao cho nó tốt hơn thôi. À, sao cho cái độ chính xác, cho cái accuracy tốt hơn thôi. À, chứ về cơ chế thì cũng như vậy thôi. À, thì do người ta lo lúc B0 người ta setting cho một cái khu vực nhỏ thôi nên người ta chỉ ra được cái phần B0, nhưng mà sau này những cái B1, B4 người ta setting những khu vực lớn hơn, người ta sẽ kiếm được những cái tham số tốt hơn để ra được chính xác cao hơn. Nhưng mà thường là efficient B7 là hết rồi ha, setting những B7 bạn có thể tìm kiếm thêm, B7 là hết rồi. Đó, thì như vậy là cái efficient net là thực chất là cái bản thân cái tên của nó cũng thể hiện được là nó có cái gì trong đó, nó là sự kết hợp của tất cả những gì tốt nhất của ResNet, của MobileNet và của setting tìm kiếm theo độ sâu, resolution và wider tốt nhất kết hợp lại để ra một cái mạng hoàn chỉnh. Và với cái mạng này nó đảm bảo cho các bạn là khi bạn input một bức ảnh vô, nó hoàn toàn có thể classify nó bức ảnh đang chứa cái gì. À, như vậy lưu ý ở ResNet chỉ dành cho classification nhé các bạn. À, thầy gợi ý thêm là ResNet bây giờ nó có một phiên bản mới tên là ResNet, các bạn có thể coi thêm ha. ResNet là giải quyết luôn bài toán detection nha các bạn. Efficient depth ha, bạn cập thêm cái này ha. Efficient depth là giải thích bài toán detection ha. Detection có nghĩa là không chỉ classify bức ảnh nó chứa gì mà nó còn detect cả vị trí của object đó. Đó thì các bạn đọc thêm thì cách thức làm của nó cũng khá giống Dolo ha, nhưng mà nó tận dụng cái feature ở đây ha, tận dụng feature của efficient depth ha. Để bạn đọc thêm cái đó. Đó thì đó là những cái mà chúng ta đã đây là các layer của nó ha. Bạn thấy tất cả những cái operation layer của nó đều dùng MobileNet hết. Có nghĩa là ở đây bạn hình dung nó ghi chữ MobileNet convolution, bạn hình dung có nghĩa là nó convolution không phải theo khối nữa mà theo từng mặt phẳng giống như thầy nói á. À,
nó không phải convex khối mà nó chia từ mặt phẳng convolution, sau đó convolution tiếp với 1 1 để ra độ sâu là n, từ độ sâu c ra độ sâu là n. À, rất là đơn giản bằng cách dùng n cái filter 1 1 thôi, đủ để build này. À, đó thì như vậy là chúng ta thấy là cái chỗ này tất cả convolution của nó không phải là convolution theo khối thông thường nữa, mà là dùng mobile net convolution, có nghĩa là convolution theo kiểu mà nãy thầy chỉ, chỗ này cũng vậy ha. Đó thì nó thì độ sâu của nó, độ rộng của nó, à, nó đã được tối ưu hết rồi. À, như vậy là đây là cái mạng đã được tối ưu về độ sâu, độ rộng, và khi dùng đúng cái mạng này thì chúng ta sẽ có kết quả feature tốt nhất, và nó có thể classify được object đó là gì trên feature đó. Thì đó là ý nghĩa của FishNet. À, các bạn có thể thêm lại thêm. Đó thì cái mạng của nó khá là ok. Thì đó là những cái mạng. Như vậy là quy chung là chúng ta học một số cái mạng mà trong công nghiệp hiện nay dùng khá là nhiều. Đó là mạng Mass ASNet, đó là YOLO, à, đó là SSD và đó là EfficientNet. À, là 4 cái mạng mà trong công nghiệp hiện giờ dùng rất nhiều. Còn không biết là trong một vài năm tới thì có cái mạng nào nữa không. À, nhưng đó là những cái mạng dùng để detection và classification khá là tốt. À, bạn có thể áp dụng nó trong việc mà detect một object bất kỳ dùng YOLO, hoặc là detect chữ, detect thầy có một số cái kinh nghiệm ha để các bạn có thể làm. Ví dụ như đối với chữ, đối với hình mà chữ thì các bạn nên dùng SSD. SSD dành cho gì các bạn? Character, hình chữ mà bị nhiễu luôn á ha. Detection. Còn đối với defect á, defect là lỗi sản phẩm á, lỗi sản phẩm á, thì thầy khuyên các bạn có thể dùng là YOLO ha, hoặc là gì các bạn, hoặc là YOLO nếu bạn muốn detect, còn muốn bạn muốn classify thôi thì dùng gì các bạn, YOLO hoặc là EfficientNet ha. Đó. À không, ai không YOLO, sorry các bạn. Hiện giờ thầy biết là dùng Mass ASNet, sorry, Mass ASNet. Đó. Mass ASNet detect sản phẩm với defect ha, lỗi sản phẩm. Còn nếu bạn muốn detect một object thông thường á thì có thể dùng YOLO. Object thông thường ví dụ xe hơi, xe đạp, máy bay hay là người gì đó ha, hay là một cái con vật gì đó, hay là một cái object gì đó ha, thì bạn có thể dùng YOLO, dùng object detection. Đó thì đó là một số kinh nghiệm thôi, thật ra thì nó cũng không hẳn là không có gì chứng minh là chắc chắn cái ứng dụng này có đúng, nhưng mà thầy đã từng trải qua những cái này ha, có những kinh nghiệm này, nên nếu bạn làm defect detection thì bạn có thể nghĩ đến những cái này. Object thì tất nhiên là YOLO rồi ha, YOLO nó làm nhanh fast ha. Còn bạn muốn đưa ứng dụng lên điện thoại di động thì dùng mobile net các bạn, ứng dụng lên điện thoại dùng mobile net ha. Đó. Còn có hai cái mà bạn có thể hai cái mà thường dùng nhất để trích đặc trưng á, trích đặc trưng thôi, có nghĩa là đưa bức ảnh vô ra đặc trưng cho bạn á, thì đó là ResNet. Hai cái dùng để trích đặc trưng là ResNet hoặc là VGG. Hai cái này là đủ là hai thường dùng ha, ResNet và VGG là hai cái dùng để trích đặc trưng thôi các bạn. Các bạn trích đặc trưng có nghĩa in bức ảnh vô nó sẽ ra một cái vector đặc trưng cho mình. Còn để giải bài toán mà full stack luôn là in bức ảnh mà ra được object luôn thì chúng ta dùng SD, YOLO, MassCNN, mobile net ha. Các bạn nên nhớ những khái niệm như vậy để sau này các bạn đọc những cái mạng khác các bạn cũng hiểu được ha. Nó dùng cái này như là backbone để trích đặc trưng, và đây là những cái mạng để detect object ha. Rồi, đó là cái phần kết thúc của cái phần xử lý ảnh ha. Nói chung là deep learning của xử lý ảnh đến hiện nay thì nó đang khá là tốt, nhưng mà tuy nhiên một vấn đề là khi người ta train hình ảnh á, thì độ chính xác người ta muốn nâng lên nữa thì người ta buộc phải thêm ảnh người ta train vô thì nó sẽ take time. Thì một trong những cái bất lợi của deep learning có nghĩa là nó take time khi bạn xử lý một object, có nghĩa là khi bạn thêm một object mới sẽ rất là take time, tại vì khi một object mới chúng ta phải làm gì các bạn, phải thêm data đúng không, hoặc là thêm một trường hợp mới chúng ta phải thêm data cho máy học, nó sẽ take time. Thì đó là vấn đề. Nhưng mà tuy nhiên vấn đề nếu mà chúng ta có đầy đủ dữ liệu, chúng ta có đầy đủ hết mọi thứ thì nó lại là very good ha. Deep learning là very good. À, thì đó là cái ứng dụng ngày nay trong các doanh nghiệp ha, hoặc là các factory. Rồi, chúng ta qua phần thực hành một chút ha, sau đó chúng ta sẽ quay lại cái phần xử lý một chương mới là xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Chúng ta sẽ qua một cái lĩnh vực mới ha, xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
Ok, thầy sẽ chọn thử một cái bài nào đó trong cái tất nhiên các bạn nên kiếm thêm ví dụ ngoài làm thêm nha các bạn. Thật ra những cái này là nó đi theo một cái ví dụ thôi, ví dụ cho những cái ví dụ kiến thức nhiều lắm không ai có thể tự build, chủ yếu là chúng ta theo ví dụ kiến thức để chúng ta build lại cái mạng thôi, cho detect object thôi. Chứ mình tự build từ đầu nó sẽ take time, mà cũng thực tế cũng không ai build từ đầu như vậy ha. Thường chúng ta sẽ mang một cái gọi là cái sample đó, sau đó chúng ta thay đổi cái input data thôi, thì chúng ta có thể tạo những ví dụ mới, tạo những trường hợp mới. Ok, thầy đi qua ví dụ cho các bạn thử ha. Thật ra ví dụ là thầy nghĩ là thầy có thể đi đi nhanh qua cho các bạn nên làm lại ha, để mình có thời gian mình học thêm những cái phần nội dung khác. Chúng ta khá nhiều nội dung để chúng ta học nha các bạn. Ok, qua GitHub ha. Rồi, chúng ta qua cái phần School. Đây. Rồi các bạn bây giờ chúng ta làm thử cái phần Zalo ha. Thầy nghĩ là thầy sẽ giảng cái phần Zalo cho các bạn ha. Còn còn chạy các bạn có thể tự running ha, running tại vì cái này thầy đã chạy rồi, chạy good rồi ha. Để đỡ mất thời gian thôi. Ủa các bạn có cái file này chưa? Có cái file Zalo với file Business chưa các bạn? Mọi người có hai cái này chưa? Alo. Các bạn check coi cái thư mục mình có chưa các bạn? Chắc giùm thầy có chưa? Ok. À, có rồi, bạn chạy thử ha. À, thầy khuyên các bạn là ngoài cái bài tập này giờ thử, các bạn có thể kiếm thêm mạng trên mạng, nó sợ GitHub lắm, Zalo GitHub nhiều lắm. Mình sẽ tự build, tự tự chạy thử làm ví dụ khác. Thì ở đây thầy sẽ không chạy lại ha, thầy nói sơ qua bài tập thôi, các bạn sẽ làm. Mà có vấn đề gì hỏi các bạn cứ bot lên group hỏi ha, để mình đỡ tốn thời gian. Tại vì nội dung học của mình thì khá là nhiều cái vấn đề, thì thầy tại vì thầy đã chạy rồi nên thầy sẽ nói qua ha, các bạn qua video để các bạn check lại, các bạn chạy lại, các bạn check lại ha. Tại vì nếu chúng ta mà giải thích từng cái như vậy, chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để học thêm những cái khác đâu. Rồi thì cái này chúng ta học rồi, cái này chính là mao dữ liệu nha các bạn, mao mao cái drive của chúng ta thôi. Nay thầy nói cả hai phần luôn ha, Zalo và Business luôn ha. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra cái ổ đĩa mà cái đường dẫn á, cái đường dẫn đến cái thư mục mà chứa chứa data của ta có đúng hay không, bằng cái lệnh là is directory. Nếu nó trả về true thì bạn phải làm tiếp nha. Chỗ này mà trả về false thì đừng có làm nha các bạn. False thì phải tìm mọi cách làm sao chỗ này trả về true nha. À, có thể là do khoảng trắng hoặc là do chữ chúng ta gõ sai hay cái gì đó ha. Nó là phone thì đã là phone thì không có làm được nữa, phải đúng ha, phải đúng cái đường dẫn ha. Cái bác này phải đúng ha, bác này sai chúng ta không có gì để nói hết, đúng không? Rồi sau đó thì thầy có một cái thư mục tên là Zoloja, không biết là bạn bạn có trong cái ổ đĩa bạn có cái file của Zoloja không, chấm ra nếu chưa có thì nói thầy để up lên cho các bạn. Zoloja thì cái đoạn code đó là giải nén Zoloja thì nó có cái thư mục Zolo này, giải nén xong nó sẽ có cái thư mục Zolo đó. Trong đây nó sẽ chứa gì? Trong đây nó sẽ chứa một số cái darknet, một số cái util để dành cho chạy Zolo. Nói chung đây là một cái backbone của mạng Zolo thì bạn có cái mạng Zalo này, bạn có thể đọc nó và có thể training Zalo ha, training Zalo. Thì bạn coi Zalo ra có chưa, nếu chưa có thì nói thầy up lên ha. Cái darknet này chính là một cái dạng Zalo, một cái mạng Zalo thôi, nó là một cái mạng Zalo đặt tên là darknet ha. Tại sao là có chữ dark các bạn, tại vì nó là một cái black box á, nó muốn đóng lại một cái black box cho mình ha. Mình có thể không quan tâm nó trong nó làm gì, nhưng mà nếu mà cần mà có thể đọc trên đó ha. Đó, một darknet thì nó là một cái dạng Zalo thôi, một cái mạng Zalo.
thì bạn giải nén nó ra thì bạn sẽ có thêm một YOLO chứ một cái duck nest. Thì bạn có thể đọc cái mạng YOLO đó bằng cách là bạn vô duck nest bạn đọc ha. Đó, cái mạng YOLO mình học trên lý thuyết thôi. Lý thuyết là vậy, bạn đọc trong nội dung của nó có đúng như vậy không? Nó convolution đúng các bước như vậy không ha? Thì cái này là lệnh giải nén thì thầy giải nén rồi, nó có rồi ha. Lưu ý nha, các bạn có vấn đề gì, bất cứ vấn đề gì các bạn cần hỏi bạn bắt lên forum mà bắt lên group nha, thầy thấy các bạn ít bóp quá, các bạn chạy á, có vấn đề gì hỏi gì các bạn cứ bóp thì thầy trả lời nó nhanh. Rồi mình inbox vào một số thư viện để vẽ hình, để show hình thôi. Sau đó mình CD đến cái thư mục mà YOLO mình giải nén á, xong mình lên cái YouTube để mình có một số cái function. Thì bạn phải CD đến cái thư mục này thì bạn mới có cái file, bạn mới thấy được cái file UTT là một cái file tiện ích ấy. Thì bạn chạy cái file này, bạn có thể mở cái file này bạn coi ha, file này nó chứa các function thôi, các function của YOLO cần thiết để chạy ha. Thì bạn run cái này thì bạn sẽ build được các function đó, mình phải có các function đó thì mình mới chạy được đúng không ạ? À, thì đó thì bạn chạy cái đoạn này bạn sẽ run được cái đó, thầy chạy rồi ha, thầy không chạy lại để nó mất thời gian. Và đương nhiên là mình cũng phải CD đến cái thư mục YOLO đó, mình run cái darknet bi thì mình sẽ có được cái mạng YOLO. Thì bạn có thể đọc cái mạng YOLO trong cái darknet bi này ha, đọc cái mạng YOLO có đúng lý thuyết mình học hay không ha. Đó, thì như vậy là chúng ta đã có cái YOLO, UTIL và YOLO darknet này để chúng ta có thể là train object đúng không ạ? Rồi đây là những bước cơ bản ha, mình inbox vào mình run để mình có cái mạng. Đây là một số cái phần mà giới thiệu thôi. Rồi rồi thì chúng ta như nãy thầy nói ha, YOLO nó khá là tốt trong việc mà object detection. Như vậy nếu các bạn muốn nó detect bất cứ cái gì á thì bạn có thể là dùng transfer learning, có nghĩa là bạn có thể dùng những cái YOLO. Bạn thấy trong cái thư mục này thầy có một cái CFG, một cái wave, một cái data ha. Thì cái coco name này nó có thể nhận diện được 80 object ha. Nó có thể nhận diện được trong cái coco database này các bạn, coco database nó giống như cái ImageNet á, tức là nó đã train rồi, người ta đã train rồi, người ta đã nhận diện được 80 object trong cái hình ảnh đó rồi ha. Như vậy là bạn muốn train lại thì ok, thì bạn cứ mang cái này về xong rồi bạn bỏ cái data bạn train lại thôi thì nó gọi là transfer learning ha. Còn đây là cái người ta đã train rồi mình mang về, tại vì mình mang về như vậy thì sau này mình train lại nó sẽ nhanh hơn, người ta gọi là transfer learning á ha. Thì đây là những cái trọng số và những cái kiến trúc mạng nè, cái CFG là kiến trúc mạng ha, cái mạng YOLO á, còn đây là cái trọng số của kiến trúc mạng đó, có nghĩa là mấy cái way á nó đã train á, còn đây là các object mà nó đã train đó. Thì đây chính là cái mà chúng ta mang về, và nếu bạn muốn train tiếp thì dùng cái này để train tiếp thì nó sẽ nhanh hơn thay vì bạn phải train từ đầu đúng không? À, thì đây là chúng ta có sẵn mấy cái này trong cái thư mục YOLO mà chúng ta giải nén á đó. Thì chúng ta load lên đó, chúng ta load way lên, load name lên. Như vậy là chúng ta đã có được cái YOLO mà người ta đã train object rồi. Bây giờ chúng ta muốn train thêm đúng không? Nó sẽ nhanh hơn thay vì chúng ta train từ đầu. À, thì giống như chúng ta làm cái bài mà xác định con chó con mèo cũng vậy á. Chúng ta mang cái ResNet và cái gì các bạn VG người ta đã train rồi á. Chúng ta về chúng ta train tiếp á, nó sẽ nhanh hơn. Nó vẫn detect được object thôi. Thì đó là cái ý nghĩa của transfer learning mà các bạn đã biết ha. Đó thì cái này YOLO cũng vậy, người ta đã train trên Coco rồi, Coco dataset rồi. Coco set thực ra nó cũng giống như cái ImageNet dataset thôi. Bạn có thể search chữ Coco dataset ha. Đó. Rồi thì bạn có thể xuất cái kiến trúc mạng ra, bạn có thể bring cái network ra. Cái lệnh bring network nằm ở đâu? Nó nằm trong cái darknet đó bạn, darknet ha, bring network. Thì bạn bring network bạn thấy là cái YOLO, cái mạng của YOLO nó như vậy ha. Đó, mạng YOLO như vậy. Đó. Thì bạn coi lại trong phần lý thuyết ha, phần lý thuyết thầy có cái bảng sâu mạng YOLO có khớp không ha, nó chính là như vậy luôn á. Bạn có thể vô darknet bạn đọc ha, cái mạng nó YOLO như vậy. Rồi bây giờ mình thử thôi, tại vì người ta nói người ta đã train rồi đúng không, thì mình thử. Người ta nói người ta đã train rồi thì mình thử, thì mình thử bỏ con hình con chó vô ha, mình sẽ chọn một cái ảnh bất kỳ ha, vô ảnh con chó lên, xong rồi mình thực hiện thao tác gì các bạn. Đầu tiên mình vẫn phải gì các bạn, mình phải convert nó thành RGB, sau đó resize nó về đúng kích thước của YOLO mong muốn. Kích thước của YOLO mong muốn là kích thước bao nhiêu các bạn? Bạn coi trên cái phần mạng của nó đó. Là 416 đúng không? 416 x 3 đúng không các bạn? 416 x 3. Tức là cái ảnh đầu tiên vào á là 4, ảnh input là 416 x 3 ha.
Thì như vậy là cái ảnh đi bút chúng ta nó phải về đúng kích thước đó. Có nghĩa là chỗ này chúng ta sẽ có cái này nó nhảy nhiều quá ha. Coi lại, nó có width 2, cái này 46, 46 nhân 3. Đó. Vậy là cái ảnh input của chúng ta sau khi input vô thì nó sẽ là ảnh này và sau đó sẽ biểu hiện cái ảnh này. Thì bắt buộc ảnh phải kích thước như vậy thì nó mới bỏ vô cái vô lô được ha. Một cái những bất lợi của cái mấy cái mạng này á, chúng ta phải fix kích thước, nghĩa là kích thước bao nhiêu chúng ta phải resize nó về ha, trước khi chúng ta bỏ vô cho nó bị đích chứ không bị sai các bạn. Rồi 46 46 đúng không? Sau đó chúng ta bỏ vô predict, cái này là về nội dung ha. Đó. Thì chúng ta bỏ vô chúng ta sẽ có cái gì các bạn? Chúng ta sẽ có cái detect option, detect object. Detect object là một cái lệnh nằm trong cái đắc nét các bạn, nằm trong cái đắc nét ha. Chúng ta đưa cái ảnh size vô ha, vào cái ngưỡng. Cái ngưỡng NNS này là gì? NNS này chính là cái non maximize suppression. Non maximize suppression có nghĩa là gì? Có nghĩa là mức độ overlap giữa hai cái box các bạn. Ví dụ mình có cái box này với box này. Box này nè các bạn, cái box này với box này. Nếu mà nó overlap nhau khoảng 60% thì chúng ta sẽ gom chung thành xe đạp. Nên nếu chúng ta dưới 60% thì bắt đầu chúng ta sẽ tách làm hai object. À, chẳng hạn. Có nghĩa là mức độ overlap nhau của hai cái box ha, hai cái box. À, thì đó là một cái điểm yếu của YOLO ha, khi mà nó overlap nhau nó khó detect ha. Còn nhưng mà thằng SSD nó khắc phục điều đó. Thì bạn thấy cái chạy bạn chạy kết quả mà thấy nó detect ra được là chúng ta có con chó và cái xe đạp ha, con chó xe hơi xe đạp. Thì cái này là cái thùng cái ảnh Coco của chúng ta có tất cả 80 object ha, 80 object. Bạn có thể chạy thử. Đúng không? Rồi chúng ta bỏ một bức ảnh khác vô, person vô thì nó cũng detect được ha. Thấy kết quả detect nó khá tốt. Đúng không? Người ngựa có hết. Về cơ bản khi mà muốn detect một object nào đó mà trong đời thường á, thì bản thân là YOLO nó đã detect được rồi. À, thì bạn có thể mang về bạn training tiếp, training tiếp. Training tiếp với những object đặc thù mà bạn bạn đang có ha, còn không thì về object cơ bản có rồi mình có thể detect được, đúng không? Thấy kết quả detect ha. Đó. Thì thầy 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 có thầy thầy sau bữa này thầy sẽ gửi cho các bạn một cái file liên quan đến training YOLO, có nghĩa là thầy gửi một cái đắc nét giúp các bạn có thể training. Thật ra các bạn có thể coi đắc nét ha, đắc nét nó có phần training á, bạn chỉ cần bỏ data cho nó train thôi, nhưng mà thầy sẽ gửi một cái file cụ thể cho các bạn để các bạn hướng dẫn các bạn training thêm. Như giả sử nếu các bạn muốn detect những cái object này đặc biệt của mình ha, còn những object mà đã có sẵn rồi, 80 object này thì bạn có thể chạy cái YOLO này thì detect khá là tốt, kết quả thì thấy khá là good. Và muốn training thêm thì tí nữa thầy thầy sau bữa này thầy sẽ gửi thêm các bạn vài YOLO để các bạn muốn training thêm data khác. Ở đây là YOLO ha, tiếp theo là Efficient Net. Các bạn có thể coi lại video để các bạn chạy lại nhé, chạy lại về các bạn mở bài các bạn chạy lại, tại vì chúng ta còn nhiều nội dung chúng ta học để tránh để rút ngắn thời gian thôi mà không có gì hết. Mấy cái này thầy đã chạy rồi, các bạn có thể về chạy lại thử. Đó, các bạn thầy thử YOLO ha, và thầy sẽ gửi thêm một cái file cho các bạn training thêm object. Ví dụ các bạn phải bỏ thêm hình ảnh để bạn training thêm cho nó hút thêm thôi. Thật ra trong cái darknet nó có lắm, bạn coi trong phần training á, nó có phần training. Rồi tiếp theo là EfficientNet. Thì như thầy nói EfficientNet nãy mình mới học á, nó kết hợp của nhiều yếu tố ha, cả mobile net, cả rest net, nhiều thứ và nó đảm bảo là mọi thứ hút nhất có thể. Thì EfficientNet nó chỉ dùng để classification thôi nhé các bạn, không phải detection. Tức là đưa bức ảnh vô mà xác định coi là ảnh nó là object gì ha. Thì đây là EfficientNet. EfficientNet thì chúng ta cũng làm các bước cơ bản, cũng right mouse, cũng kiểm tra ổ đĩa ha, cái này thì lướt qua. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái install để chúng ta install cái để chúng ta kéo cái mạng EfficientNet về ha, chúng ta download cái mạng EfficientNet về. Đúng không? Thì các bạn có thư mục là mà có thể là bip install GitHub. Thật ra bạn vô cái đường dẫn này bạn copy về cũng được ha. Nhưng mà đây là một cái lệnh trong Python giúp bạn có thể gọi là clone về ha, clone có copy á, copy về cái thư mục của mình để mình có cái mình dùng ha. Thì nó sẽ copy tất cả những cái gì nằm trong cái tiêu dự dẫn GitHub này về cho các bạn. Cái lệnh bip install này là git thôi, git là để clone về thôi, clone về. Các bạn lôi bằng thư mục bằng 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 bằng, bằng câu lệnh hoặc các bạn copy trực tiếp về cũng được, thường hay clone bằng câu lệnh.
nó gọn. Rồi thì mình sẽ import ở đây, mình thấy là mình có dùng Cfair ha, Cfair có thể có sẵn dataset này, có nghĩa là dataset này mình sẽ train trên dataset này, dùng EfficientNet để train trên dataset này ha. Rồi thì sau khi bạn load về thì bạn mới có được cái EfficientNet.keras.net ha, tại vì bạn load về thì bạn mới import được nha các bạn, không load về thì không import được đâu nha. À, thì load về mình sẽ import được nó bằng .keras, mình sẽ có một cái mạng tên là ENET, cái mạng ENET chính là EfficientNet đó các bạn. EfficientNet thì mình sẽ dùng EfficientNet mình train trên cái Cfair. À, Cfair là một cái dataset của Keras. Cfair là một dataset gồm có một số object nhất định ha, thì chúng ta train trên đó. Thì ở đây chúng ta load Cfair, Cfair load data thì chúng ta sẽ có được cái phần là extrain và extest ha. Thì chúng ta cũng train trên đây và chúng ta test trên đây thôi. Đúng không? Đó thì chúng ta có thì trong cái Cfair này á nó sẽ có 10 object, nó sẽ có 10 object. À, 10 object. Đó, thì bạn sẽ có được khoảng 5000 ảnh, mà cái ảnh này đều là 32 x 32 x 3 hết. Điều đó có nghĩa là gì? Nếu bạn muốn train lại trên một cái ảnh hoàn toàn khác á thì bạn chỉ cần tạo một cái cấu trúc ảnh y hệt như extrain và etrain thôi. Cấu trúc đó dạng gì các bạn? Là số lượng ảnh và kích thước là 32 x 3, tại vì thằng EfficientNet nó chỉ nhận cái ảnh này 32 thôi các bạn, 32 thôi ha, đúng không, ảnh kích thước fix của nó 32 x 32. Thì bạn đào một cái ảnh nào đó xong rồi bạn sẽ resize nó về 32 x 32 ha, thì bạn sẽ có được cái nói chung là bạn sẽ chỉnh cái data của mình muốn train đó phải đúng cái dạng là số lượng ảnh đây. Ở đây bao nhiêu cũng được nhưng mà kích thước này phải chuẩn ha, thì EfficientNet mình phải được. Thế đây trong trường hợp mình lấy Cfair về ha, thì mình sẽ có 5000 ảnh train và 1000 ảnh 10000 50000 ảnh train và 10000 ảnh test nha các bạn. Bạn nãy nói rồi ha, bạn không muốn dùng Cfair, bạn muốn làm chuyện khác thì bạn cứ cố gắng build cái extrain và etrain có kích thước giống như vậy. 32 x 32 x 3 còn bao nhiêu cũng được, tùy các bạn là các bạn có thể train trên cái ảnh của các bạn rồi ha. Rồi thì sau khi mình down về xong mình sẽ xuất extrain ra. Extrain thật ra ở đây mình thấy là cái extrain của mình á nó đã được category. Carico có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn có 10 object đúng không? Thì bạn sẽ kéo cái 10 object này là các bạn, cái extrain này, thật ra extrain này kết quả cái extrain này của mình đó các bạn. Đầu tiên khi bạn down về nó chỉ là gì, 1 đến 10 thôi. Có nghĩa là lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, 5, 6, 8, 10 lớp ha. Nhưng mà mình category nó về là vector thì vector của mình sẽ là vector có 10 chiều. Thì nếu nó ở lớp 10 thì chỗ này sẽ là số 1, nếu ở lớp 1 thì chỗ này sẽ là số 1, nếu ở lớp 2 chỗ này là số 1. Đó. Thì như vậy là bởi vì mình phải xác định cái output của mình là một vector. Đó. Mặc dù mình chỉ có 10 object nhưng mà phải xác định output là một vector thì bạn mới bỏ vô cái mạng EfficientNet được. EfficientNet là input của nó là một vector kiểu như vậy. Hoặc một cái hình ảnh kiểu như vậy, nhưng output của nó phải là một vector. Thì cái vector này nó sẽ chỉ cho chúng ta biết là object nằm ở vị trí thứ mấy. Thì muốn như vậy chúng ta phải dùng Catarico để chúng ta chỉnh cái y này nó về đúng cái dạng vector này, đúng không? Chỉnh cái y test luôn về đúng cái dạng vector này. Đó. Còn cái ít thì chúng ta sẽ cố gắng chuyển thành số thực. Tại vì với số thực thì nó sẽ học nhiều thứ hơn là số nguyên, đúng không? Và chúng ta chia 25 chúng ta đưa về dạng 0,1 luôn. 0,1 cũng học nhiều thứ hơn. Như vậy là chúng ta, nếu chúng ta muốn chơi một cái hoàn toàn khác thì chúng ta cố gắng chỉnh mọi thứ nó khớp với này ha các bạn. Chỉnh cái này nó khớp nè. Chúng ta cũng gọi cái là categorical để chúng ta đưa 10 cái lớp ta về dạng 0,1 nè. Đó, cái này cái nhãn nè, cái y là thuộc object nào. Và chúng ta cũng cố gắng đưa cái ảnh ta về flop 32 và chia 25. Chúng ta làm mọi thứ nó chuẩn đi thì chúng ta sẽ chạy được cái ví dụ này trên cái ảnh của chúng ta. Đó. Thì chúng ta có etrain nó sẽ là một cái vector từ nó sẽ là n vector tùy theo số phần tử thôi. Ví dụ trong trường hợp y này là bao nhiêu train mà nó sẽ có 50.000 đúng không? 50.000 cái vector này. Và vector này đều là có 10 phần tử hết, 10 giá trị hết thì object nằm ở object thứ mấy thì chỗ đó sẽ là số 1 ha. Đó. Chúng ta phải lưu cái input và output giống như cái mạng EfficientNet mà nó cầm ra thì chúng ta mới train được. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ ở đây chúng ta có rất nhiều hàm activation ha. Thì ở đây chúng ta có một cái hàm tên là switch activation. Thì cái switch activation này á nó là một cái dạng activation giống như cái hàm mà nó giống cái hàm reload á, cái hàm reload nhưng mà
chúng ta sẽ học các activation ở một cái bài khác là bài optimization. Optimization, bài đó chúng ta sẽ học. Chúng ta sẽ học một cái bài optimization, chúng ta sẽ học các activation. Nói chung activation giống như một cái hàm. Các bạn có nhớ cái activation là cái hàm mà shift mode hay là cái hàm mà tăng H á, thì những cái hàm optimization đó nhiệm vụ của nó là gì các bạn? Nó sẽ lọc lại thông tin sau khi convolution. Tức là sau khi bạn convolution thì bạn sẽ có thông tin âm, thông tin dương. Thông tin dương là những đặc trưng quan trọng, thông tin âm là những đặc trưng negative. Thì hàm activation nó, ví dụ hàm reload đó, nó sẽ xóa những thông tin negative đi, nó giữ những thông tin positive thôi, những thông tin mà thực sự hữu ích. Còn đối với hàm shift mode, đối với hàm shift mode thì nó sẽ cho những thông tin âm sẽ trở nên là gần bằng không, đúng không? Đó, shift mode là gần bằng không thôi, còn reload cho bằng không luôn, đúng không? Thì những cái hàm activation mục đích của nó là nó sẽ lọc lại thông tin sau khi convolution. Đó, thì các bạn sẽ có một buổi optimization học các hàm activation. Thì hàm switch là một trong những hàm activation, nó cũng có nhiệm vụ chính là hàm shift mode thôi, nhưng mà nó thêm một cái biến beta nữa để nó control cái thông tin mà sau khi convolution. Thì nói chung nó là một hàm activation ha, các bạn có thể tìm kiếm thêm. À, không biết các bạn có cái bài không biết các bạn thầy up cho các bạn cái bài gọi là cái bài gì quan trọng, cái bài bonus thêm không? Bạn có nhận được cái bài bonus thêm không các bạn? Cái slide bonus đó nè. À, thầy mở này luôn ha, cho các bạn có cái hàm switch luôn ha. Có không ạ? Có cái file 4 bonus không các bạn? Optimization nè, các bạn có trước đi ha, thầy sẽ có một buổi thầy nói này. Đó thì đó, chúng ta sẽ coi cái hàm switch thử ha. Đó, trong cái bài optimization này thầy sẽ nói cụ thể hơn về cái mạng cho các bạn hiểu. Thật ra nếu bạn nào mà tự tìm hiểu là hiểu được cái mạng rồi, là thầy nói cụ thể hơn thôi. Các bạn có thể đọc trước ha, có ví dụ khá là rõ ràng. Switch. Đây là hàm shift mode ha, hàm shift mode nó. Thì những thông tin nào mà negative á, những thông tin nào mà feature nào mà negative á thì nó sẽ cho gần bằng không, feature nào positive thì nó giữ nguyên hoặc là nó sẽ đưa về dạng 0,1 ha. Nói chung là cái dạng hình thức để nó control được cái feature thôi. Chưa có bài bonus ha, thầy sẽ up thầy sẽ copy bài bonus lên. Bạn nào copy, bạn nào nhắn thầy cái đường link drive thì copy bài bonus lên luôn các bạn luôn. Nhắn thầy cái đường link drive trên chat đi, thầy copy cho bạn bài bonus, bạn coi trước thôi. Ok, đây là cái hàm switch ha. Thay vì hàm shift mode nó như vậy thì hàm switch nó lõm xuống một chút. Nó lõm xuống một chút có nghĩa là sao các bạn? Có nghĩa là đối với những cái feature mà negative á, nó không cho bằng không, mà nó cũng không cho gần bằng không, mà nó cho một cái giá trị cụ thể. Chỉ có khi nào mà negative quá lớn thôi, có nghĩa là thông tin nó quá negative thôi, quá ngược với thông tin mà nó cần lấy á, thì nó mới cho bằng không. Còn thông tin nào mà gần negative nó vẫn giữ lại ha. Nói chung nó là một cái hình thức mà nó đảm bảo là trong quá trình học á, thì nó sẽ học được nhiều thứ hơn vậy thôi. Tại vì nếu mà cho bằng không hết thì có khả năng là gì, bạn hình dung ha, nếu mà chỗ này negative mà cho bằng không hết thì có khả năng là bạn học đến một mức nào đó thì không học nữa, không học thêm được gì nữa. À, hoặc là cái mạng bạn nó sâu đến một mức nào đó thì không thể sâu được nữa, tại vì nó càng sâu thì thông tin không càng xuất hiện nhiều, mà càng xuất hiện nhiều thì dẫn đến tình trạng gì các bạn, radian bằng không, và radian bằng không dẫn đến không học được gì nữa. À, như vậy là thường những cái mạng activation này nó rất là khéo, thường nó sẽ lõm ra một chút, lồi xuống một chút để nó có thông tin nó học, để nó đảm bảo là mạng sâu cỡ nào vẫn có thể có cái để học chứ không phải bằng không. À, thì cái switch này nó một mạng kiểu nó lõm này xuống nè các bạn, à, nó kiểu cái lõm xuống này nè. À, thì nó sẽ cho các bạn negative information vẫn giữ được, nhưng mà ở mức nào đó thôi, còn negative mà quá xa sẽ cho bằng không. Còn cái đường màu xanh này chẳng qua đạo hàm hết thôi, thì bạn thấy đạo hàm của nó chính là cái mà nó cần phải học nè. Thì những chỗ này nó học ít nhất là chỗ này nó học như thế nào đó ha. Thì cái này mình sẽ nói trong bài optimization, các bạn có thể học trước để thầy copy các bạn và bonus lên cái thư mục luôn ha, bạn coi trước đó, thì bạn có thể coi trước cái đó để đến bữa bài bonus thì đến cái bài optimization thì sẽ nói lại. Đây copy cho các bạn lên nè. Phần slide đúng không? Thầy copy thêm bài bonus cho các bạn ha. Bạn nên coi trước nha các bạn, coi trước thử đi, cho bữa đến bữa này thầy học thầy sẽ nói cụ thể hơn. Không phải.
Bài bonus. Rồi, bài 4 bonus ha, có thể coi thêm bài này, optimization. Còn một số cái yếu tố cần phải optimize cho những mạng ha, thì bữa nào học thầy sẽ nói cụ thể. Rồi, quay lại cái phần chúng ta đang đề cập ở đây ha. Như vậy chúng ta có một cái hàm switch activation. Thì hàm switch activation giống như là một cái hàm activation, nó đảm bảo là cái việc học chúng ta nó học được nhiều thứ hơn. Thì bạn có thể coi nó. Thì như vậy chúng ta sẽ có mạng EfficientNet B0 đúng không? EfficientNet B0. Thì mesh B0 chúng ta sẽ lấy toàn bộ cái quay của InMainNet ha, quay của InMainNet và kích thước input là 32x323, input top bằng phone, có nghĩa là chúng ta sẽ không train, chúng ta sẽ không không cập nhật các tham số của cái phần mà feature Jackson, chúng ta chỉ có cập nhật từ cái bước output này thôi, từ cái nhóm này nè, từ cái nhóm này, từ những cái quay của cái nhóm này chúng ta sẽ update. Còn cái quay của cái nhóm trước, có nghĩa là những cái layer trước chúng ta sẽ không đụng đến ha. Input top bằng phone, có nghĩa là những cái quay của cái layer khác chúng ta sẽ gần như chúng ta mang về hoàn toàn những cái quay đó. Chúng ta trong quá trình train chúng ta sẽ không cập nhật những cái quay mà phía trước, chúng ta chỉ cập nhật cái quay từ từ đây trở đi thôi, những cái quay từ đây trở đi thôi. Bởi vì chúng ta tin là những cái quay phía trước thì mainnet nó đã extract feature tốt rồi, chúng ta không đụng đến nó nữa ha. Còn bạn nào muốn train cả những cái quay phía trước luôn thì các bạn để thế này, true, để true là các bạn train luôn cả cái quay của mainnet ha, nó là train thì mainnet đó, thì bạn để true. Thì nếu bạn để true thì các bạn trong quá trình bạn train nó sẽ take time hơn, nó sẽ take nhiều thời gian hơn, bởi vì cái số lượng quay của cái layer, những cái layer trước của EfficientNet B0 á, nó rất là nhiều nha các bạn, nó tính bằng triệu luôn á, cả triệu quay luôn, cả triệu trọng số. Thì nếu mà bạn để nàng true á, thì gần như nó train lại toàn bộ quay, nó sẽ take time ha. Nhưng mà nếu bạn để full nó có nghĩa là bạn đồng ý những cái quay nó đã train với cái mainnet rồi ha, thì bạn chỉ nó chỉ train, nó cập nhật cái quay ở bước này thôi. Ở những cái bước sau thì cái bước sau là bạn sẽ input, bạn sẽ thêm cái drop out. Thì thật ra các bạn 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 nên xem cái drop out trong cái phần optimization cái file này up lên đó. Drop out thì thầy nói sơ qua đơn giản là nếu một cái mạng mà nó học đầy đủ thông tin đó thì không có gì để nói, nhưng mà rất nguy hiểm, có khả năng là sau này những data input mình nó thiếu thông tin đó, thì cái mạng đầy đủ thông tin nó sẽ bị là kết quả sai. Thì như vậy drop out là một hình thức để chúng ta ở một cái layer nhất định chúng ta sẽ bỏ đi một vài nốt, bỏ đi một vài neuron. Bỏ đi có nghĩa là sao, có nghĩa là những neuron đó nó sẽ không cập nhật tham số, nó giữ nguyên tham số của nó, gọi là bỏ đi á. Bỏ đi ở đây có nghĩa là giữ nguyên tham số, không cập nhật tham số. Thì một hình thức giữ nguyên chính là một hình thức để đảm bảo cho cái mạng nó học trong tình trạng mà thiếu thông tin hoặc là mù thông tin, nó vẫn tốt. Thì thường người ta hay bỏ drop out vô những cái layer như vậy để đảm bảo nó học, nó có thể xử lý tốt cả những trường hợp mà thiếu thông tin ha. Drop out chính là random các bạn, random đóng băng một số cái neuron ha. Chúng ta random chúng ta đóng băng một số neuron ở bước này ha. Đó. Còn bắt normalize là chúng ta chỉnh hóa, chúng ta làm cho data nó không vượt qua một cái ngưỡng nhất định ha. Ví dụ như chúng ta lấy một cái bắt đó, chúng ta sẽ làm đảm bảo cho data trong cái bắt nó được chỉnh hóa, nó không bị vượt quá khỏi cái, nó không có những chứa những giá trị mà quá khác biệt so với những cái object nằm trong cái bắt đó. Ví dụ một bắt của chúng ta có 12 ảnh đi, hoặc có 64 ảnh đi, thì không có ảnh nào nó quá, cái feature của nó quá khác biệt từ những ảnh còn lại ha. Thì normalize nó một thức normalize thôi, chuẩn hóa thôi. Thì thường á chúng ta muốn mọi thứ mà nó chuẩn hóa chúng ta sẽ thường có back norm và drop out ha. Đây là ví dụ như vậy. Thì sau khi bạn đã đi qua EfficientNet này á, bạn bạn sẽ đẩy nó về dense 512, sau đó đẩy về dense 128. Thì nguyên cái layer này chính là convolution, chúng ta không đụng đến, chúng ta chỉ thay đổi cái quay của cái dense 512 và dense 128 trước khi chúng ta ra dense 10. 10 chính là 10 cái gì các bạn? 10 cái object mà chúng ta cần classify. Còn 512 128 chính là cái gì các bạn? Chính là một cái neural network thôi. Đây chính là một cái neural network. Còn cái feature Jackson là cái EfficientNet ta đã làm rồi, chúng ta không đụng đến nữa ha. Chúng ta tin tưởng vào cái quay mà nó đã train trên cái ImageNet rồi. Tuy nhiên nếu các bạn muốn train lại thì các bạn cứ để cái nền true ha, thì nó sẽ train toàn bộ lại cái này ha. Ở đây do chúng ta muốn test thôi thì chúng ta sẽ để cái nền false, chúng ta giữ lại tất cả cái quay đã train ImageNet. Chúng ta chỉ cập nhật cái quay ở cái bước gì các bạn? Dense 512 sang dense 128 sang dense 10. À, có nghĩa là một cái neuron nó 52 cái neuron đó bạn, xong nó giảm xuống năm, nó giảm xuống còn 128 neuron, xong nó giảm xuống còn đúng 10 neuron, mà 10 neuron này chính là 10 cái xác suất của 10 object các bạn, của 10 object. Softmax là cái hàm mà tính 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 chuẩn hóa để làm cho cái 10 cái giá trị này cộng lại cái xác suất nó bằng 1 à. Thì xác suất nào cao nhất chính là object đó. Đó thì chúng ta build một cái mạng, chúng ta sẽ mang toàn bộ kiến trúc của EfficientNet cộng với gì bạn, một cái neural network ở phía dưới. Neural network dưới này nó sẽ gồm có 52 sang 128 sang 10
Thì sau này ví dụ như bài project thầy đưa các bạn mà bạn muốn dùng Efficient á, thì bạn cũng dùng tương tự như vậy. Sau đó bạn có thể định nghĩa con số này bao nhiêu tùy các bạn ha, để cho nó tốt nhất. Thì thường nó là những con số, ví dụ như là đối với bài toán phức tạp hơn thì bạn phải cần 3 lớp, 1, 2, 3. Còn đối với bài toán đơn giản hơn bạn có thể dùng 2 lớp hoặc thậm chí 1 lớp ha. Nhưng mà thường thì nó giảm từ 512 xuống 256 cũng được, hoặc là 512 qua 512 cũng được. Nếu 512 qua 512 có nghĩa là thông tin nó sẽ fuel, nó sẽ refine, kiểu là nó sắp xếp lại cho đúng ha, cho đúng feature. Còn 52 xuống 128 nghe là nó ép, nó loại bỏ hết những feature quan trọng, nó chỉ giữ đúng 128 feature quan trọng thôi, trước khi nó đi qua 10 cái xác suất ha, trước khi nó đi về 10 xác suất. Thì chỗ này chính là một cái neural network thôi, inference thôi, chứ không có gì hết ha. Bạn học cái chương neural network rồi, chỗ này mình hoàn toàn có thể define định nghĩa cho tốt nhất ha. Còn cái phần feature, cái này nó đã ra cái feature cho bạn rồi, mình sẽ không đụng đến cái này nữa. Đó. Thì như vậy là cái mạng như vậy mình sẽ bỏ mình train lại ha. Đó, mình bỏ mình train lại. Thì sau khi mình train lại xong á thì mình sẽ đây cái mạng đây, thì đây là quá trình train ha, quá trình train của nó, quá trình train download. Cái này download xong rồi mình sẽ summarize, đây là toàn bộ cái mạng ha. Đó, thì sau đó mình sẽ đây là những bức ảnh mình cần redirect nè các bạn, ảnh cần redirect nè. Đó, coi nó là xe gì, con gì ha, 10 object. Rồi mình sẽ train lại. Thì ở đây mình sẽ dùng cái combine rồi ở đây mình có một cái lệnh tên là model checkpoint, đúng không? Model checkpoint thì nó sẽ say best only. Thì cái model checkpoint này nó có nhiệm vụ gì các bạn? Một trong những kỹ thuật training deep learning á là bạn nên để cái model checkpoint đây. Thì model checkpoint này nó giúp các bạn là nó sẽ nhớ cho các bạn một cái best. Có nghĩa là khi train á thì nó sẽ có một cái loss nhỏ nhất. Nhưng mà sau nếu mà bạn train, bạn càng train nữa thì không có gì đảm bảo là nó sẽ tốt nhất ha. Nó sẽ gì các bạn? Nó có thể là gì? Các bạn loss nó sẽ tăng ngược lên trở lại. Thì cái model checkpoint này nó sẽ giúp bạn là ghi nhớ chỗ nào là cái model ở trạng thái tốt nhất. Từ đó bạn sẽ lấy cái tốt nhất để ra bạn test ha. Đó. Như vậy là với cái model checkpoint người ta thường hay dùng để người ta nhờ cái mạng nó tự nhớ cho mình coi là cái model ở cái epoch thứ mấy là tốt nhất. Tại vì nếu mà bạn không dùng model checkpoint đó, thì gần như bạn train 10 epoch là gần như bạn phải lấy model epoch thứ 10, mà chưa chắc epoch thứ 10 nó tốt hơn epoch thứ 5, đúng không? Thì bạn nhờ cái model checkpoint này nó giúp bạn có thể lấy được cái model tốt nhất. Có thể model tốt nhất nó không nằm ở cuối cùng, nó nằm ở giữa ha. Thì bạn có thể lấy được cái đó. Thì nó sẽ monitor trên cái tập validation ha, độ chính xác của tập validation. Tập validation là một cái tập mà nó đi song song với tập train để nó kiểm tra cả tập train có tốt hay không. Thì nó sẽ monitor cái accuracy của tập validation để nó chọn cái accuracy nào tốt nhất, nó sẽ lưu lại, nó gọi là say best only ha. Đó, thì thường người ta sẽ nhét cái model checkpoint ngay giữa cái combine với cái fit này. Giữa combine fit này ta bỏ một model checkpoint để nó làm nhiệm vụ là automatic record cho chúng ta. Thì cái model tốt nhất mà nó sẽ lưu vào cái file H5 này. Thì thầy có gửi cho bạn trong cái thầy có gửi cho bạn cái file H5 á, không biết có gửi không bạn, training model bạn có file NSC file H5 chưa các bạn? Cái này thầy train thôi, thầy train xong rồi thầy thầy copy cho bạn thôi. Đó. Còn không thì các bạn có thể chạy lại từ đầu bạn train thì nó tự sinh ra cái file này các bạn. Nếu thầy gửi cho các bạn có nghĩa là bạn có file này để bạn test thôi. Còn các bạn có thể tự train lại, có nghĩa là bạn vẫn chạy code này nó sẽ tự sinh ra file này cho các bạn, hiểu không ạ? Bạn vẫn chạy cái dòng lệnh này nhá, nó sẽ tự sinh ra cái file này cho các bạn. Và là cái file này là cái file các bạn train ha. Còn thầy copy cho các bạn là cái file này có sẵn của thầy, thì các bạn chỉ cần load nó lên và test thôi, hiểu không các bạn? Thì bạn nào cần cái file này, thầy sẽ load lên cho bạn test. Nhưng mà cái file của thầy cũng train có một vài epoch à các bạn. Thầy nghĩ là các bạn nên chạy lại để các bạn có cái file này ha, có nghĩa là chạy đúng cái này nè, các bạn chạy đúng cái lệnh này nè, là bạn sẽ có được cái file này ha. Và bạn sẽ chọn số epoch của mình, ở đây mình thầy chọn epoch là 10 ha, thì bạn có thể train là 50 epoch. Bạn yên tâm, trong 50 epoch đó thì cái file này nó sẽ là file best only, có nghĩa là nó sẽ là cái file chứa epoch, nó sẽ là cái file chứa cái model tốt nhất. Chưa chắc cái model tốt nhất nằm ở epoch thứ 10 nha các bạn. Model tốt nhất nó có thể nằm epoch thứ mấy, thứ 7. Model tốt nhất có thể nằm epoch thứ mấy, thứ 8, không biết được. Nhưng mà nhờ cái model checkpoint nó sẽ lưu cho bạn chuyện đó. Đó, thì thường khi bạn training các bạn sẽ dùng model checkpoint để bạn cho nó tự động nó lưu cái tốt nhất, nhưng mình không có canh được ha. Đó, thì cái fit này nó sẽ train trên data cho các bạn, và nó train data các bạn thì bạn sẽ có được cái file tốt nhất ở đây. Thì thầy copy cho các bạn file tốt nhất thì bạn có thể load nó lên bạn test.
còn không các bạn tự train xong các bạn tự load nó lên luôn nhé. Train xong nó sẽ tạo cái file này mà các bạn tự load lên luôn đó. Thầy nghĩ là không, thầy không cần phải copy cho file này, các bạn có thể tự train, tự có cái file này sinh ra trong cái thư mục này và bạn lấy đúng cái file này, thư mục này bạn load lên bạn test à, đúng không? Đó thì sau khi load lên test thì độ chính xác là 0.82, có nghĩa là 82% trên cái ảnh Cifair đó. Thì độ chính xác là 82% ha. Thật ra 82% là thầy mới chạy trên 10 inbox thôi. Các bạn có thể set up lên 50 inbox tại vì không có thầy không có thời gian. Các bạn có thể train 50 inbox và các bạn sẽ có được cái group model, thì thầy nghĩ là khoảng 90% các bạn test thử ha. Tại cái 10 inbox thì nó hơi nhanh. Thì đây trong cái tập Cifair nó sẽ có tất cả là trong cái tập Cifair nó sẽ có tất cả là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 object như vậy. Thì các bạn có thể thêm object nào đó cũng được, các bạn phải thêm thôi, phải thêm để các bạn tạo data giống như nó bạn train bình thường thôi ha. À, ở đây nó cung cấp 10 object, còn không thì bạn xóa hết 10 object, ở đây bạn tạo hai object của riêng bạn, hai object nào đó của riêng bạn, sau đó bạn chạy ra cái efficiency nó sẽ train đúng như vậy ha, thì bạn cũng có được efficiency của những object đó. Có nghĩa là bạn cố gắng làm mọi thứ cái data bạn giống như cái input của nó ha, để bạn train thôi, không có gì hết. Thì ở đây là 10 cái nó có sẵn thì bạn sẽ chạy 10 cái đó ha. Thì thầy ví dụ ở đây đi, à, đây kết quả, đây là kết quả ha. Thầy lấy ngẫu nhiên 25 cái, xong rồi thầy train, xong rồi predict ha. Xong rồi thầy xuất cái xác suất ra. Thầy predict xong rồi thầy xuất xác suất ra. Đây là kết quả predict nha các bạn, đây là kết quả predict và đây là kết quả xuất cái kết quả xác suất ra. Thầy xuất ra thì thấy là ở đây chúng ta thấy kết quả như thế nào. Đây, mình thấy nó là ship, nó predict cho ship, khá chính xác nha các bạn, ship. Chỉ có cái này bị sai nè các bạn, cái này là nó là airplane nhưng mà nó predict cho ship ha. Giống quá đúng không? Đó, frog, nó predict khá đúng các bạn. Đó, thì các bạn có thể là copy bất cứ cái ảnh nào bạn vô efficiency nó trend, nó predict giống vậy thôi. Các chị sao làm cái input data mình nó giống ha. Thì bài project cuối kỳ của thầy, thầy sẽ yêu cầu bạn làm efficiency hay là YOLONet gì đó ha. Thì bạn sẽ chuẩn bị data, thứ ba bạn sẽ download data từ trên mạng hay gì đó, bạn chuẩn bị đủ data sau đó mình sẽ train thử ha. Hoặc là thầy có thể gửi một đường link data nào đó cho các bạn download về các bạn nói chung cũng không có gì khó với bài project ha. Bạn đã chỉnh sửa lại data rồi đó thì bỏ vô đúng cái mạng cho train thôi, thì chúng ta chủ yếu cho nó train trong vòng bao nhiêu tiếng đó, để ta có mô đồ tốt chúng ta test rồi quá cho nhận xét ha, cho những nhận xét đó. Thì bài project nó đơn giản, chúng ta có thể nhận diện biển số, ta có thể nhận diện object nào đó ha, hoặc là nhận diện những cái tế bào ung thư, cái tế bào gì đó, thầy sẽ gửi cái bài project cho các bạn ha. Rồi thì các bạn làm thử ha, kết quả test ra, sau đó các bạn có thể input thêm một cái object khác ha, các bạn train lại cũng được, nó cũng predict thôi. Với điều kiện phải có nhãn các bạn, đưa object khác phải có nhãn cho nó nha, nó là con tàu hay cái gì đó, đưa nhãn nó. Ok, thì cái phần mà các bạn có thể coi lại video và các bạn chạy lại ha, có gì thắc mắc các bạn có thể nhắn trên group hoặc là bữa học tới hỏi thầy phần bài tập ha, phần các bạn chạy lại có đúng như vậy không, và các bạn thêm bớt chỉnh sửa gì thì các bạn có thầy khuyên các bạn có thử thêm bớt nha, thử thêm bớt object rồi train lại coi như thế nào ha. Bạn có thể tự tạo object thêm bớt train lại như thế nào, có gì hỏi thầy đó ha. Rồi thì đó là cái phần mà hình ảnh. Thì chúng ta sẽ đi tiếp cái phần về xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nó cũng có nhiều cái hay ha. Nó gần như giống như là một cái thế giới mới đúng không? Thì chúng ta sẽ qua cái bài RNN. Ê, em hỏi một xíu không? Ừ, em hỏi đi. Ê, em hỏi là cái YOLO nó nhận diện là nó đang nhận diện cái hình ảnh có muốn nhận diện một cái trong một cái video chạy qua thì sao? À, video thì nó lại một cái chuyện khác các bạn. Video thì chúng ta sẽ có thật ra bản thân video là xử lý theo kiểu time, nó sẽ dùng cái RNN này nè. Đó, RNN là nó có một cái time series, nhưng mà thật ra video nó có nhiều cách xử lý. Cách thứ nhất đó là thường á trong video người ta sẽ chia những frame. Có nghĩa là khi mà video nó chạy á, nó chạy real time á, thì chúng ta sẽ có một sequence of frame nối tiếp nhau. Bạn hình dung không? Sequence of frame nối tiếp nhau thì những cái frame nối tiếp nhau á, thì chúng ta buộc phải dùng một cái thuật toán mà nó clustering, có nghĩa là k-nen, bạn có thể dùng k-nen hoặc là k-min. Bạn biết hai toán không? K-nen với k-min á, hai thuật toán khá cơ bản của gom nhóm á.
thì bạn sẽ gom nhóm được những cái frame nào đó nó cùng một cái hoạt cảnh. Thì khi bạn gom nhóm những frame cùng hoạt cảnh, khi bạn gom nhóm những frame cùng hoạt cảnh đó, thì lúc đó bạn chỉ cần bỏ cái YOLO nó detect trên một cái frame chung hoạt cảnh đó. Ví dụ gì, ví dụ cho một cái frame có một con ngựa đó chạy, thì nguyên một dãy cái frame mà có một con ngựa chạy á, khi mà bạn dùng KNN hoặc dùng Kamin á, nó nhận biết là những cái frame đó là giống nhau y hệt, nó chỉ là con ngựa từ vị trí này qua vị trí kia thôi. Thì lúc đó nó sẽ lấy một cái gì các bạn, nó sẽ lấy một cái frame đại diện trong cái trong chuỗi frame đó để nó bỏ vô YOLO detect đó. Thì nó sẽ detect được vị trí con ngựa và sau đó nó sẽ tracking theo vị trí con ngựa đó ha. Thì anyway dù sao thì câu hỏi của bạn khá là hay ha. Thầy sẽ post cho bạn một cái thầy sẽ post cho bạn một cái example với một cái explanation về cái video processing. Không không hẳn là dùng YOLO nhưng mà nó sẽ chỉ cách các bạn để xử lý video ha. Ở đây là Rồi, hoàn toàn vẫn chúng là ta học là chúng ta xử lý từng từng email, có nghĩa là email nó input vô trong một công nghiệp á, cái phần nó email cứ input vô và detect thôi. Nhưng mà nếu chúng ta xử lý video thì nó lại là một câu chuyện của việc mà gom nhóm theo frame và xử lý frame đại diện. Frame đại diện thì cái này thầy sẽ post cho lên nhóm cái cách xử lý video bằng bằng cái lối xử lý của email ha. Thì bạn có thể theo dõi cái đó hoặc là có thể dùng RNN. RNN cái chúng ta thể học, bởi vì RNN nó liên quan đến timing, có nghĩa là liên quan đến một sequence. Các bạn lưu ý cái RNN này khá là hay ha. Cái RNN này giúp bạn xử lý video cũng được nè, xử lý time series cũng được nè. Bữa trước hình như có bạn nào hỏi cái time series á đó. Và xử lý luôn cả trường hợp ngôn ngữ tự nhiên, bởi vì những cái kiểu data của nó là những kiểu data có mối quan hệ về thời gian, bạn hiểu không, gọi là timing thời gian đó. Video nó cũng có thời gian mà, ví dụ ngựa đang đứng đây, ngựa đứng về kia đó, thì RNN nó sẽ học được thông tin theo thời gian, tại vì cùng một cái frame con ngựa nó sẽ biết là à đó vẫn là con ngựa chứ không phải là con khác, hiểu không, theo một cái timing như vậy. Có nghĩa là một con ngựa xuất hiện ở đầu ở thời điểm T thì ở thời điểm T tiếp theo xác suất con ngựa vẫn là cao, bạn hình dung không đó. Không thể nào mà có một cái frame con chó bất thình lình nhảy nhảy ra được, con chó nó phải xuất hiện từ đầu đến cuối chứ không phải từ bất thình lình được. Thì khi con sáu con chó vừa bắt đầu xuất hiện bắt đầu nó mới sở hữu feature là có thêm con chó chứ không phải tự nhiên là con chó liền ha. Như vậy RNN là một cái lối xử lý có thể được áp dụng cho cả video luôn ha, tại vì video nó cũng tương tự như vậy. Nhưng mà thường thì video có hai cách để giải quyết: một là gom nhóm theo frame và xử lý feature theo frame, hai là dùng timing theo kiểu RNN để xử lý video. Thì thầy sẽ kiếm một cái bài để post lên cho bạn hỏi, bạn vừa hỏi để bạn có thể đọc thêm ở cái bài đó. Và cái cách xử lý thì chúng ta học ở đây xử lý theo từng hình ảnh thôi, nhưng mà để có skill xử lý theo video thì nó phải có những kiểu như vậy. Thì thầy sẽ post cho bạn coi trước ha. Ở đây thầy sẽ nói chung thôi, không nói sâu hơn được nữa. Thì thầy sẽ post cho bạn coi trước, rồi sau đó bạn coi xong bạn hiểu đâu hỏi đâu nữa thì thầy sẽ trả lời tiếp. Đúng không ạ? Thầy cho em hỏi lần nãy thì nó là cái chỗ mà thêm bug object đó, tức là nếu mình muốn thêm object vô thì có thể là mình phải label lại hay sao, mình phải label thêm hay sao? Ý là nói video hay là nói gì bạn? Không, em chỉ nói về cái bài toán mà detect object detection thôi. Hồi nãy thì nó là như như thêm bug object vô gì đó chẳng hạn đi, không phải là label liền thêm rồi. Thì như vậy ha, thì cái data của mình á, bản thân cái data của mình á là nếu mà bạn muốn train, ở đây có hai câu chuyện ha. Câu chuyện thứ nhất là bạn muốn dùng lại cái toàn bộ cái query mà người ta đã train trên ImageNet á, thì bạn không cần phải làm gì hết, lúc đó bạn chỉ cần mang cái query đó về và bạn detect cho cái ảnh của bạn thôi, lúc đó không có khái niệm gì train đây hết, chỉ có predict thôi. Còn nếu bạn muốn train lại á, thì buộc bạn phải gì các bạn, bạn phải get cái YOLO về. Thì thầy cũng sẽ gửi cho bạn một cái ví dụ về trend lại ha, mà cũng get YOLO về cái dark net á, trong cái dark net có luôn á. Và bạn cũng phải build cái một cái file JSON, một cái file JSON. File JSON nó gồm gì, file JSON nó gồm cái hình ảnh thứ mấy và vị trí object nằm ở đâu, tọa độ XY ở trung tâm á, và width 2, có nghĩa là kiểu như bạn phải label lại đúng không, bạn phải label lại để bạn tạo ra file JSON. Thì có một cái tool giúp bạn label và đọc để tạo file JSON mà dùng cho cái thằng .NET á. Này Cái không biết label mi đó được không thầy? thầy gõ cái tool ở đây ha. Có cái tool để bạn label xong thì nó sẽ ra file JSON và Là cái thầy cho em hỏi là hình như là mọi cái mạng nó có một cái kiểu label khác nhau, ví dụ như thằng YOLO là khác, còn thằng
SD là cái tool nó chọn trong cái tool, em nhớ là nó có chọn từng cái model thì nó sẽ generate ra cái file Về cơ JSON bản thì là khác nó. nhau, nhưng mà sự khác nhau của nó thường á, thường cái về cơ bản á thì nó thường là kiểu là gì các bạn, label theo kiểu là cái điểm trung tâm mà width 2, có nghĩa là SSD và YOLO thường nó label theo kiểu đó hết. Rất là hiếm có trường hợp mà label khác kiểu như vậy, gần như là có thể là mình tận dụng được. Còn trong trường hợp mà label khác kiểu á, thì mình phải dùng cái tool để mình chỉnh lại, em hiểu không? Dạ À, ok. cái tool đó thì bạn có thể tool mà bạn thầy thầy cứ gửi cái link cho bạn luôn ha, bạn nên download tool này về ha, tại vì các công ty nó dùng tool này nó label dữ liệu cũng nhiều lắm. Label data Python, tool này bạn bạn có thể download về chạy ha. GitHub đi, nó nằm trên GitHub luôn rồi đó. Sau khi label xong ấy, thì bạn sẽ có được cái đây này, đây cái tool này khá nổi tiếng ha. Đó. Tại vì cái tool này khi bạn label xong á, nó làm file Python thôi. Bạn nó sẽ hướng dẫn các bạn chạy cái này, nó file setup nè, thấy không? Chạy xong rồi có file Python. Sau khi chạy setup xong thì bạn sẽ run cái file Python, Python labeling main nè. Đó. Thì nó sẽ ra được cái giao diện bạn open ảnh xong rồi label xong rồi bạn đánh nhãn coi là bạn có thể thêm nhãn hoặc bớt nhãn ảnh thứ mấy, bạn đánh object là gì, sau đó thì bạn export ra thì nó export ra cho bạn file JSON với tọa độ là điểm trung tâm và width 2. Tất nhiên bạn có thể modify chuyện đó để phù hợp, bạn cần dùng thử tool này nó label khá là ổn. Thì thường thì mình sẽ label thêm bằng cái tool này chứ mình không có. Đó thì nó hướng dẫn cách dùng cho Windows, dùng cho Linux, dùng cái gì đó mà làm thử, nếu không làm được thì buổi sau nói thầy 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 sẽ hướng dẫn đó. Thì gõ cái lệnh này, nó cuối cùng bằng Python label thôi, thì Python này nó sẽ giao được cái giao diện nè, bạn gõ Python này thì nó sẽ giao được cái giao diện label bạn, còn không thì bạn có thể gõ một cái đường dẫn ảnh nào đó và một cái file class, nó có một cái file class là các đường dẫn ảnh. Các object chứ, các object thì bức ảnh. Anyway, từ sau bạn thử ha, bạn thử theo cái ví dụ này coi. Nó có phím tắt để label luôn nè. Thử đi, và nếu mà bạn mà thử không được thì nhắn thầy. Bữa sau thầy sẽ chạy thử cho bạn coi. Thầy nhắn đây luôn nha. Đó thì thường label của nó là nó sẽ ra file JSON, JSON đó của nó sẽ là gồm có tọa độ trung tâm và width 2. Ít khi nào mà nó đánh đổi kiểu khác lắm, tại vì đổi kiểu khác thì gần như cái data đó mình phải làm lại, hoặc là mình sẽ open cái data đó bằng cái tool nào đó, xong rồi mình sẽ modify cái tool nó lại để cái tool nó save lại với dạng khác. Nó rất là cực, thường người ta quy chuẩn luôn là XY là trung tâm và width 2, nó trung tâm nó có quy chuẩn đó, tại vì quy chuẩn đó thì các thì data nó mới dùng được nhiều cái mô hình được, EfficientNet cũng dùng hoặc là YOLO cũng được, SD cũng được. Thầy thấy thường nó quy chuẩn như vậy. Còn ai mà label kiểu khác thì hơi hơi khó đấy, hơi khó cho người khác dùng. Đó, thầy nhắn cái tool bạn có thể chạy về và bằng 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 mày mò bạn chạy thử cái tool được không? Không thì nhắn thầy ha. Thầy sắp xếp thầy mở thử cho bạn. Rồi còn thắc mắc gì không bạn? Trước khi chúng ta đi về tiếp theo. Tại vì chúng ta có nhiều kiến thức á, nên cái phần thực hành này sẽ nói qua, còn các bạn sẽ coi video và làm lại nha các bạn. Và thầy sẽ up thêm một số thông tin mới, giống như trong mỗi buổi học các bạn có hỏi gì thêm á, thầy sẽ up thêm trên cái group của chúng ta những câu hỏi của bạn. Hôm nay có hai câu hỏi, một câu hỏi liên quan đến không phải câu hỏi mà một cái thầy sẽ up thêm cho các bạn, đó là cái training thêm bằng Zalo. Có nghĩa thay vì dùng cái có sẵn để đi object thì mình có thể training thêm một object khác bằng Zalo luôn, bằng đắc nét, bằng cái đắc nét đó luôn ha. Thứ hai là thầy sẽ giải câu hỏi của bạn nó nào nói về video, thì thầy sẽ up một cái link để hướng dẫn cách để có thể là detect object trên video. Thì video là đi theo stream, mà stream thì có nhiều frame thì chúng ta không thể nào mỗi frame ta detect được, nó không nhanh được đâu ạ. Làm sao mà nhanh nổi ha. Một cái thời gian để detect bằng Zalo nó sẽ tốn khoảng một chấm mấy giây, mà cái frame chúng ta nó chạy rất nhanh nếu chúng ta detect theo frame nó không kịp ha. Thì thường chúng ta sẽ detect theo, chúng ta sẽ nhóm frame và chúng ta detect theo một cái nhóm của frame tốt hơn. Anyway, dù sao nó là một cái kỹ thuật khác trên video chứ không hẳn là từng hình ảnh đâu, từng hình ảnh cái chúng ta học video một cái khác nữa.
Ok, thầy sẽ báo cái đó cho bạn tham khảo thêm. Còn câu hỏi gì không các bạn? Trước khi chúng ta đi qua phần tiếp theo. Để ha, chúng ta đi qua phần tiếp theo là phần về xử lý text. Như thầy nói ha, thì video hay là time series hay là text nó đều có một cái ý nghĩa, nó đều có một cái đặc trưng riêng, đó là có thời gian trong đó. Trong trong text nó cũng có thời gian nha các bạn. Ví dụ bạn đọc thường á, thường khi bạn đọc một cái câu á, thì bạn đọc đến cái chữ, bạn đọc đến cái chữ chữ text, đúng không? Đọc đến chữ text thì cái chữ text coi như là ở thời điểm thứ T, còn cái chữ for này coi như thời điểm thứ T trừ một, cái từ learning coi như thời điểm T trừ hai, và cái từ deep coi như thời điểm T trừ ba. Có nghe gì? Đây là những cái manh mối, những cái thông tin mà rất cần thiết cho việc dự đoán từ tiếp theo. Có nghĩa là thầy, giả sử thầy không có chữ data đi, thầy không có chữ data, thầy mới đọc đến chữ deep learning for text, thầy dự đoán luôn là từ tiếp theo khả năng xác suất cao là chữ gì? Chữ data, đúng không ạ? Bạn các bạn hình dung các bạn cứ che chữ data đi ha, các bạn đọc deep learning for text thì các bạn dự đoán từ tiếp theo có khả năng cao là chữ gì? Theo các bạn không phải chữ data sẽ là chữ gì? Hay là đến text là sâu dấu chấm thôi, đúng không? Đó, đúng không? Chúng ta không, thì nó tùy thuộc vào cái đoạn văn mà chúng ta học thôi. Nếu chúng ta học nhiều đoạn văn cũng nào cũng nói text data, text data, text data, text data, và cứ nói deep learning là đến là đụng đến chữ data, cứ nói deep learning là đụng chữ data, hay là cứ nói từ for là đụng đến data, hay nói từ text là đụng đến data. Như vậy là nó, như vậy là nó chỉ cần đọc là deep learning for text, nó sẽ tự read ra từ tiếp theo từ data. Đó, như vậy rõ ràng chúng ta có một cái timing ở đây. Có nghĩa là những cái thông tin trước nó sẽ manh mối đi tới cái thông tin tiếp theo. Như vậy đây chính là timing. Như vậy chúng ta sẽ, chúng ta cần một cái mô hình mạng mà nó có khả năng nhớ thông tin theo time, theo thời gian. Đó, thì cái mô hình mạng đó người ta gọi là RNN. Recurrent, viết tắt từ recurrent, recurrent neural network. Đó. Đó, thì cái audio, cái video nãy bạn nào nói á, nó cũng là timing. Audio cũng là timing nha. Hình như các bạn có cái chương về audio processing. Thầy không biết là có thầy không biết là không biết có ở đâu dạy không ha, nhưng mà riêng cái khóa deep learning này chắc là có mình thầy dạy tất cả các data ha. Nhưng mà nó vừa rộng nhưng mà nó không được sâu lắm nha các bạn. Thì thầy mong là các bạn chịu khó là mình hiểu thôi, mình cố gắng nghiên cứu sâu hơn ha. Không thể nào mà vừa rộng vừa sâu được ha. Ở đây thầy đang hướng đến các bạn nhiều loại data để bạn hiểu thêm. Còn các bạn nào mà thích data audio hay là thích time series hay là thích cái gì đó thì các bạn có thể nghiên cứu sâu thêm. Mình không có thể đi sâu quá được ha. Giống như mobile net thì chỉ dạy các bạn mobile net version 1 thôi, 2 3 4 thì bạn tự nghiên cứu thêm, đúng không? Ví dụ như vậy. Rồi, thì cái RNN mình sẽ đi qua một chút ha, đây là những cái nội dung mình sẽ học cái RNN. Ở đây bạn thấy là cái RNN á, nó là một cái phiên bản nâng cấp của CNN. Tại vì CNN á, là khi chúng ta input data đến đâu á, thì nó sẽ cập nhật mỗi trọng số thôi, à, mỗi cái way thôi. Trong khi đó từng cái neuron nó không có một ý niệm về thời gian, nó không có ý niệm về thời gian các bạn. Tại vì bạn input đến đâu thì nó cập nhật trọng số đến đó. Thì cái việc cập nhật của nó không có ý niệm về thời gian. Thì người ta cần một cái mạng nào đó, nó ngoài cái chuyện cập nhật về way, nó còn có ý niệm về thời gian. Nó nghĩa là nó còn có keep được information của cái bước trước. Nó càng keep được information của càng nhiều bước về trước đó, thì nó càng suy luận tốt hơn. Quy tắc là vậy. Đó. Giống như bạn đọc một cuốn sách đó, bạn đọc đến đến dòng thứ dòng thứ T thì bạn đọc đến đến chữ thứ T thì bạn có thể dự đoán là chữ thứ T cộng một, dự đoán chữ thứ một, đó là điều đương nhiên. Nếu bạn đọc sách nhiều, bạn đọc sách nhiều á thì bạn sẽ dự đoán được luôn. Thậm chí giống như những bạn nào hay coi phim Hàn Quốc á, bạn coi phim Hàn Quốc thì chưa cần đến tập cuối, chỉ cần đến tập gần cuối thôi bạn có thể đoán được cái nội dung tập cuối luôn đó. Tại sao bạn đoán được? Bởi vì bạn coi quá nhiều phim như vậy rồi, bạn biết cái mô típ như vậy rồi đó. Như vậy là ngôn ngữ tự nhiên cũng vậy, bạn đọc quá nhiều bạn biết cái mô típ như vậy rồi thì máy nó cũng có thể vậy, máy có thể lên rất nhiều và cuối cùng nó hiểu được cái mô típ như vậy đó. Như vậy thậm chí người ta có thể dùng gì các bạn, người ta có thể dùng deep learning để người ta làm được một làm để người ta có thể viết viết thơ theo phong cách Việt kiều cũng được nữa. Tại vì cái phong cách Việt kiều Nguyễn Du nó chỉ như vậy thôi, máy nó đủ understand rồi, nó hoàn toàn có thể viết được phong cách thơ của Việt kiều đó. Bạn hãy làm được những việc đó ha. Bạn hãy search trên mạng là truyện kiều generation có ha, có phần deep learning như vậy. Bạn có thể chạy thử ví dụ ha. Tất nhiên nó không hay bằng Nguyễn Du mà ít ra nó vẫn biết được cái phong cách đó ha. Đó, thì ở đây
bản thân trong ngôn ngữ tự nhiên nó cũng có cái phần retrain, có nghĩa là nó cũng có cái mong muốn là nó train trước cho bạn mà bạn mang về bạn train tiếp thôi, chứ bạn chứ 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 nếu mà ai cũng train từ đầu thì không có một sự kế thừa, cũng không có một sự rút ngắn về thời gian training. À, hình ảnh mà cũng có retrain mà, thì tại sao ngôn ngữ tự nhiên không có retrain? Thì ngôn ngữ tự nhiên nó cũng có retrain, có nghĩa là cũng có một số tổ chức nhất định họ đã train được trên ngôn ngữ tự nhiên, có nghĩa là họ đã chuyển được những cái từ này nè các bạn, những cái từ này nè thành vector hết rồi. Trong ngôn ngữ tự nhiên ha, cái quan trọng nhất là từ. Nếu từng cái từ này mà bạn có thể chuyển thành một vector nào đó, nó là vector đặc trưng cho từ này, một vector khác đặc trưng cho từ này, một vector khác nữa đặc trưng cho từ này, thì nếu mà bạn có được cái bộ vector dành cho từng từ tiếng Anh như vậy thì bạn không phải lo nữa. Tại sao không phải lo nữa các bạn? Tại vì một cái câu này quy chung là gì? Là những vector này nối tiếp với nhau thôi. Thì những vector này có thể gì? Có thể đi qua một cái mạng nào đó để nó predict từ tiếp theo, hoặc để nó hiểu nguyên cái câu này nó nói gì, đúng không? Quy chung là bạn phải có một cái vector đặc trưng cho từng từ này. Thì làm sao có vector đặc trưng cho từng từ này các bạn? Thì retrain nó làm chuyện đó rồi. Có nghĩa là ta đã train bằng một cái mạng nào đó thì các bạn sẽ được học sau ha. Các bạn sẽ được học những cái bài sau đó là người ta train như thế nào. Nhưng mà anyway, dù sao người ta đã train rồi, có nghĩa là sau khi người ta train xong, người ta đã có vector cho từng từ này rồi, thì cái việc mà bạn mang vector của từng từ vô bạn làm mà áp cho một bài toán, ví dụ bài toán sentiment, có nghĩa là bài toán coi là cái người comment đó đang vui hay buồn, hay là bài toán gì các bạn, question và answer, bạn input một cái câu thì cái câu nào có thể là câu trả lời của câu hỏi đó, hay là bạn input một cái đoạn văn, nó sẽ cho bạn biết là topic của đoạn văn đó là cái gì. Thì tất cả những cái đó nó đã, nếu mà những từ này nó thành vector, thì những cái việc mà bạn build một cái mạng CNN để nó input những cái từ này vào để nó thể ra được một cái đề bài cho các bạn hay một cái topic cho các bạn thì rất là dễ, không khó đó. Thì người ta đã train rồi, rất may mắn với mình là người ta đã train được những cái vector này rồi, có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể đưa bất cứ từ tiếng Anh nào thành một vector. Thì cái vector đó gọi là vector đặc trưng của cái từ này, hay người ta gọi một cái từ khác tên là embedding. Bạn nên nhớ cái từ embedding ha, trong ngôn ngữ tự nhiên nó có từ embedding. Embedding chính là vector hóa của một từ, và đương nhiên là từ tiếng Anh rồi. Thì word to vec chính là một cái embedding của từ tiếng Anh, có nghĩa là từ tiếng Anh nào nó cũng thành một vector rồi. Love là một cái tổ chức khác, họ train theo kiểu khác, họ train trên data khác cũng ra được embedding cho từng từ đó. Subword embedding cũng khác, và bớt là một cái deep learning khác, thì nó cũng train ra được những cái từ, những cái gì các bạn, những cái vector đặc trưng cho từng từ đó. Như vậy cái đặc trưng của hình ảnh là từng khu vực, đúng không? Mình sẽ trượt convolution từng khu vực. Còn cái đặc trưng của ngôn ngữ tự nhiên là từng từ đó, từng từ ha. Và đương nhiên cả hai đặc trưng này phải quy về vector hết, và rất may mắn là retrain nó đã làm chuyện đó rồi ha. Thì câu hỏi bạn đặt ra, giả sử nếu bạn nào mà xử lý ngôn ngữ tự nhiên mà xử lý tiếng Việt thì sao bạn? Nếu bạn nào phải xử lý ngôn ngữ tự nhiên mà xử lý bằng tiếng Việt thì sao? Tiếng Việt đâu có mấy cái này dành cho tiếng Anh mà, đúng không? Dành cho tiếng Anh hết mà. Tiếng Việt thì sao không ạ? Hình như nó có cái bộ quy gì đó, nó có tiếng Việt luôn. À, thì thật ra thì nó cũng trend tiếng Việt cũng có rồi, nhưng mà về cơ bản thì nước ngoài họ trend. Không biết ở Việt Nam mình có tổ chức họ đứng ở trend, tại vì để trend được tiếng Việt á, thì bạn phải có một cái bộ data tiếng Việt đủ nhiều bạn trend. À, nhưng mà có một cái vấn đề này các bạn, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, nếu bạn mang những cái vector này về mà bạn giải quyết bài toán của bạn á, thì độ chính xác nó cũng không phải là design, có nghĩa là không phải 90 mấy% bạn mong muốn đâu, nó có thể đạt ở 28 mấy% thôi. Lý do là sao các bạn? Bởi vì khi người ta train á, người ta chỉ train ở mục đích general thôi, có nghĩa là người ta muốn train những cái từ đó theo cái kiểu mà hiểu thông thường của nó, có nghĩa là cái vector mà đại diện cho từ đó chỉ là vector ở trạng thái general. À, general có nghĩa là nó dạng thông thường. Tuy nhiên nếu chúng ta muốn giải một bài toán trong ngân hàng thì sao các bạn? Nó là câu chuyện khác. Giải bài toán trong ngân hàng thì những cái từ general đôi khi trong ngân hàng nó là những từ đặc biệt, đúng không các bạn? Ví dụ như trong ngân hàng có từ gì? Có từ withdraw. Trong cuộc sống thông thường nó có từ withdraw. Withdraw là gì các bạn? Withdraw là từ chối, là đồng hàng chẳng hạn, là rút khỏi gì đó. Nhưng trong ngân hàng gọi là rút vốn, ví dụ như vậy. Thì ví dụ thôi, tức là trong ngân hàng có những cái từ rất là đặc trưng, nếu mà nói thông thường thì không ai biết, mà nói trong ngân hàng ta biết liền. Như vậy rõ ràng là gì? Những cái word vector, những cái love là người ta chỉ train dạng general thôi. Như vậy bạn buộc phải mang về bạn train tiếp trong cái data gì các bạn, trong data ngân hàng của mình đó. Nhưng những cái này người ta gọi là retrain, tức là người ta chỉ train đến một mức nào đó thôi,
nhiệm vụ của bạn phải mang về bạn trend tiếp trên cái data của ngân hàng. Thì khi mà bạn trend tiếp trên data ngân hàng á, lúc đó bạn sẽ có được cái embedding là cái vector đại diện cho những từ này nhưng mà ở lĩnh vực ngân hàng. Được không? Như vậy là bản thân trong ngân hàng người ta cũng quan tâm đến việc là tiếp tục training để có được cái embedding dành cho những từ của ngân hàng. Tại vì khi bạn có những cái vector đặc trưng mà nó sát với ý nghĩa ngân hàng thì nó sẽ giải quyết bài toán ngân hàng tốt hơn. Đúng không? Đó. Và bản thân trong gì tài chính nó cũng cần có một bộ embedding dành cho tài chính. Đó. Và trong gì y khoa cũng có bộ embedding dành cho y khoa. Bởi vì bản thân trong những cái lĩnh vực đó, những cái từ ngữ này nó đôi khi nó sẽ mang một ý nghĩa khác chứ không còn là ý nghĩa general nữa. Đó, bạn hình dung như vậy. Đó. Thì khi đó những cái người bạn mang về nó chỉ ở mức là 80% độ chính xác thôi. Nếu bạn mang đúng đó về, bạn chạy đúng cái kết quả của bạn thì không có bao giờ được cao hết. Thì bạn phải mang về, bạn phải làm cái bước đầu tiên là bạn phải train lại trên cái data của mình. Vậy là data trong mô tự nhiên nó lại phân hướng theo kiểu là specific, có nghĩa là từng lĩnh vực. Đó, như vậy là bạn mang về bạn train tiếp. Thì khi bạn train tiếp, bạn train làm sao độ chính xác, độ chính xác cao nhất có thể. Ví dụ bạn đang giải bài toán liên quan đến ngân hàng đi. Bài toán là bài toán gì các bạn? Nhận biết coi là sentiment của khách hàng, có nghĩa là coi khách hàng có vui hay buồn, có đồng ý hay không đồng ý, có hài lòng hay không hài lòng. Đó, cái output của bạn là một cái câu comment của khách hàng và cái output là hài lòng. Cái câu comment của khách hàng, output là không hài lòng. Câu comment của khách hàng là neutral, có nghĩa là trung gian. Thì bạn cứ input hết data đó vô với cái output là hài lòng, không hài lòng hoặc là không có ý kiến và là trung gian đi. Thì sau khi nó trend xong mà độ chính xác là 95% thì cái output là xác suất, là ba cái xác suất là hài lòng, không hài lòng với neutral. Thì bạn không quan tâm đến cái output cuối cùng mà bạn hãy quan tâm đến cái layer cuối cùng á. Cái layer trước khi mà ra cái xác suất á, thì cái layer cuối cùng chính là cái embedding của lĩnh vực của bạn đang quan tâm. Và hãy lưu tất cả các layer, phải lưu cái vector ở layer cuối cùng lại. Bởi vì cái vector ở layer cuối cùng chính là cái đặc trưng đại diện cho những cái từ ngữ này của cho lĩnh vực của các bạn. Bạn hình dung không? Một cái mạng nó sẽ có input, nó sẽ có phần feature detection, nó sẽ đi qua các layer trước khi nó ra cái gì các bạn? Nó ra cái xác suất output. Thì cái xác suất output tạm thời bỏ qua đi. Tại vì xác suất output nó chỉ là một cái gì, ví dụ hài lòng, không hài lòng, topic gì thôi, nó không quan trọng. Nhưng mà cái layer mà trước khi mà đến từ cái xác suất output á, thì cái layer đó là layer cực kỳ quan trọng, bởi vì cái layer đó là cái đặc trưng để ra được cái kết quả xác suất, đúng không? Thì cái layer đặc trưng đó chính là cái embedding. Đó. Nên người ta thường collect data trong lĩnh vực nào đó với một cái goal nào đó, ví dụ goal là hài lòng hay không hài lòng, nhưng mà đó chỉ là cái goal thôi. Và người ta train đến khi nào cái goal nó đạt trạng thái cao nhất có thể, khi đó cái layer cuối cùng người ta drop ra, cái layer cuối cùng chính là bộ embedding dành cho lĩnh vực đó. Đó. Như vậy nếu bạn làm trong ngân hàng thì bạn cố gắng kiếm một cái topic nào đó trong ngân hàng mà bạn cảm thấy là data đủ nhiều, có nghĩa là đủ đầy đủ nhất có thể, một cái topic nào đó, một cái goal nào đó ha. Đó, sau đó bạn mang cái retrain này về, bạn train cho cái goal đó và cố gắng là mong muốn đặt cái goal đó phải đạt 95 hoặc 96 hoặc 97% gì đó cao nhất có thể. Và nếu bạn đã đạt cao nhất có thể rồi thì tại cái mạng đó bạn sẽ bỏ tất cả những cái từ thuộc lĩnh vực mà bạn quan tâm vào cái mạng mà bạn đã train được 90% á, đúng không? Và bỏ tất cả những từ này vào cái mạng đó, lúc đó tại cái layer gần cuối, tức là cái layer mà cuối cùng trước khi ra xác suất á, bạn lưu nó về thành vector, bạn lưu vào vector, thì cái vector đó gọi là vector embedding trong lĩnh vực của bạn. Thì tất cả những vector đó sẽ là vector cực kỳ quan trọng, tại vì sau này bạn sẽ không dùng cái Laravel nữa, không dùng Autovec nữa, mà bạn cứ lấy tất cả những từ mà trong lĩnh vực của bạn bỏ vào, map vào cái vector đó, lấy cái vector đó là vector đặc trưng trong lĩnh vực của bạn, thì kết quả bao giờ cũng chính xác hơn là lấy từ này. Thằng này chỉ là cái khởi điểm thôi, chủ yếu mình phải train lại để mình có cái vector đặc trưng tốt nhất trong lĩnh vực của mình. Ngôn ngữ tự nhiên nó cũng vậy. Đó là một cái đặc trưng của ngôn ngữ tự nhiên, người ta gọi là embedding. Đó. Như vậy bạn hãy nhớ khái niệm embedding ha. Embedding là cái cực kỳ quan trọng trong từng lĩnh vực. Ha. Còn nếu bạn lấy chung chung thì nó chạy kết quả chung chung thôi, khoảng 80% thôi. Nhưng mà nếu bạn lưu lại được cái đó, thì thường trong y khoa nó có một cái từ điển gọi là từ điển y khoa, đúng không ạ? Từ trong ngân hàng nó có từ điển ngân hàng. Thì hãy làm sao để mình có thể build được cái vector dành cho từng từ trong cái từ điển đó, là bạn đã thành công trong việc có được khu vực embedding của cái lĩnh vực đó. Và khi đó bạn giải quyết trong bài toán trong lĩnh vực đó của mình sẽ chính xác hơn là thay vì bạn lấy cái này. Đó. Đúng không?
Thì cái đó thầy sẽ nhắc đi nhắc lại nhiều lần nữa ha, trong quá trình mình học về NLP à, để các bạn hình dung hơn đó. Thì RNN là một cái nâng cấp của CNN thôi, nó cố gắng, nó có một thông tin thời gian, nó cố gắng là nó học được cái gì nó nhớ cái đó à, nó nhớ cái đó để nó dùng cho lần học tiếp theo thì nó sẽ good hơn. Còn CNN là nó học xong là nó chỉ cập nhật vào quay thôi và nó quên luôn đó. CNN bạn nhớ nha, mỗi lần nó học xong nó sẽ update cái quay và nó quên luôn đó. Nhưng mà trong RNN là gì, nó học xong nó update vào quay nhưng mà nó vẫn nhớ cái nó vừa học, để nó để lần sau nó lấy cái vừa học ra nó kết hợp với cái input để nó viết cho cái tiếp theo đó. Thì RNN nó mang yếu tố về timing ha. Rồi sau này các bạn xong thêm attention, có trường hợp attention, attention nó là một cái đặc biệt nữa, có nghĩa là nó có một cái sự trọng số, có nghĩa là trong cái những học, trong cái những cái bạn học đó, thì sẽ có những cái quan trọng, những cái không quan trọng ha. Thì attention nó sẽ làm vấn đề là nó đánh trọng số cái nào quan trọng, cái nào không quan trọng ha. Thì đây là hai mức cao, hai mức tiếp theo sau CNN, hai mức này làm sao, và đây là cái future nữa các bạn. Sau này nó sẽ dùng attention cho tất cả lĩnh vực luôn, trong cả xử lý hình ảnh, xử lý âm thanh luôn, chứ không phải chỉ ngôn ngữ tự nhiên. Attention này là một cái future trending, có nghĩa là các bạn không có biết có quan tâm đến ông LeCun không? LeCun là ông đầu ngành của AI á, ông nói cái attention này là cái transformer của attention này là cái trending của sắp tới của AI, nó dùng để gì các bạn? Nó dùng để không chỉ dùng trong ngôn ngữ tự nhiên mà nó có thể dùng trong tất cả các lĩnh vực khác ha, trong tất cả các data khác. Attention giống như hình dạng là bạn sẽ đánh trọng số những cái gì quan trọng, những cái gì không quan trọng. Nhưng mà tôi sẽ học sau, này nhắc trước vậy thôi. Rồi, đây là cái ANN ha, đây là cái neural network thông thường. Khi chúng ta input data thì nó đi qua các layer đúng không các bạn? Thì này giống như một cái mạng neuron trong não người thôi. Thì nó cũng tự tiếp nhận thông tin, xong rồi nó sẽ tổ hợp từ từ mức từ mức là ít thông tin lên nhiều thông tin, xong rồi tổ hợp lại ít thông tin lại, chắt lọc lại thông tin lại trước khi nó ra một cái xác suất nào đó à, thì quá trình này gọi là quá trình gọi là gì các bạn, gọi là feed forward network đúng không, đi tới ha. Thì cái này là inference nè. Nếu mà bạn nhớ trong xử lý hình ảnh đó, trong xử lý hình ảnh thì cái bước feature detection xong đó, nó phải luôn đi qua cái bước này đúng không, để nó đưa ra cái luật đúng không ạ. Thật ra cái luật này là cái luật của máy nó tự đưa ra chúng ta không đưa được ha. Nhưng mà nhờ cái mạng kiểu như vậy chúng ta mới có được cái rule để xác định coi là object loại gì. Nhưng mà tuy nhiên cái này nó có một cái vấn đề là gì, mà khi những cái neuron này nó học xong á, nó chỉ cập nhật vào cái quay thôi. Cái quay nằm ở đâu các bạn? Cái quay nằm ở chỗ connection này nè, mấy chỗ connection này nè. Mỗi connection này là một cái quay nè các bạn, mỗi connection này nó có một cái trọng số w nè đó, mỗi này đúng không? Thì bao nhiêu connection này bao nhiêu, mấy nhiêu w, thì mỗi lần nó học xong nó sẽ cập nhật cái quay này và nó không có lưu gì ở đây hết. Cập nhật xong nó xóa đi, nó xóa thông tin đây đi, như vậy chỉ có quay được cập nhật thôi. Mà nó xóa thông tin đây thì nó một cái bất lợi ha, có nghĩa là nếu mà dành cho dữ liệu mà có timing á thì nó sẽ không có hiệu quả. Như vậy là người ta sẽ cập nhật lên một cái mạng khác tên là mạng recurrent. Thì cái mạng recurrent này có cái hay ở chỗ là một cái cell này nè, cái cell này chính là cái ô này các bạn, cái ô này chính là cái ô này nè, à, ô này màu xanh này, ô này nè. Thì cái cell này nó sẽ lấy thông tin mà nó vừa học á, nó truyền cho cái cell ở thời điểm tiếp theo. Tức là bản thân cái cell này nó sẽ truyền cho thông tin của nó, sẽ truyền cho chính nó nhưng mà ở thời điểm tiếp theo. Vậy ở thời điểm tiếp theo cái cell này nó sẽ nhận thông tin từ cái cell trước và nó lấy cả thông tin trước đó của nó nữa để nó tổ hợp ra thông tin mới. Đó, thì cái này gọi là recurrent. Recurrent có nghĩa là thông tin nó nhận từ cell trước hoặc là nhận từ input. Thầy À. thầy cho em hỏi xíu này, À. cái hình bên tay phải là hình như là cái dạng unfold của nó, nhưng mà thật ra là mấy cái cell màu xanh xanh này nó đều là một cái cục neural network hết, nhưng Đúng mà rồi chẳng qua là nó đang ở cái dạng thời gian mà nó đang folding ra đó, đúng chính nó đó, không, nó giống như nó trải ra thôi. chính nó đó. Giống như Ok là ok em à, hiểu. tôi của ngày hôm qua, tôi của ngày hôm nay, tôi của ngày tương lai, hiểu không? Giống như chính mình của ngày hôm qua, chính mình của ngày hôm nay và chính mình của ngày tiếp theo, chính là chính nó cũng là một thôi. Giống như bạn lấy cái xe này, bạn nói là đây là để sử thầy đánh đây là xe A đi đúng không, xe A thì đây cũng là xe A, đây cũng là CMA, đây cũng là CMA, hiểu không ạ? Nhưng mà nó truyền thông tin cho chính nó. Thì bạn hình dung ha, là lần sau á nó tổ hợp thông tin nó sẽ có nhiều thông tin hơn, nó vừa có thông tin của chính nó ở thời điểm trước đó, nó vừa có thông tin của cell trước truyền cho nó. Như vậy chỗ này nó sẽ rich information hơn đúng không ạ, để nó predict ra tiếp theo đúng không, để nó đưa thông tin tiếp theo ha. Thì thông tin nó sẽ gọi là rich information hơn, nhiều thông tin hơn. À, và thông tin vừa theo gì các bạn, thời gian mà vừa theo không gian đúng không ạ? À,
Như vậy là nó là một bản nâng cấp của Neural Network đó. Thì bản nâng cấp của Neural Network chúng ta là Recurrent Network. Thì sau đây mình sẽ có một cái bản nâng cấp khác nữa là LSTM, có nghĩa là ở đây á, ở đây nó chỉ nhớ ở khoảng thời gian gần thôi, nhưng mà sau này mình sẽ có bản LSTM, nó sẽ nhớ xa hơn, long term hơn, mà cái đó là nó sau. RNA chính là một cái dạng mà chính nó truyền cho nó, chính nó truyền cho nó ở thời điểm tiếp theo, đúng không? Thì đó là RNA. Thì cái này cũng chính là xử lý video các bạn. Sau này mình sẽ dùng RNA xử lý video cũng được. Cái đó để thầy bóp xong ha. Với lại thầy cho em hỏi xíu nên là ví dụ như nếu mà compare với lại cái bên image processing á, thì cái phần CNN là giống như là cái chỗ mà feature extraction, sau khi mà mình extract cái feature rồi thì mình đưa cái feature đó làm cái vector vào một cái bộ neural network, là một cái bộ fully connected. Thì cái fully connected là nó giống như là cái bộ để nó classification. Thì bên đối với bên natural language processing này thì cho em hỏi là có phải là cái phần cái RNN này nó đóng vai trò giống như là cái neural network, cái fully connected bên cái bài toán mà image classification, còn cái phần mà word embedding là nó đóng vai trò giống như là một cái CNN để feature extraction đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Cái word embedding là một cái mảng khác nữa. À, Tức là tức nó là sẽ một có cái một cái mảng khác, nhưng nó mà build cho trên em hỏi cái là word embedding. dạ tức là cái word embedding đó là một cái mạng gì đó, nói chung là mình không biết, mà ví dụ như là cái bộ mà Lovia hoặc là cái bộ Hiện Wordpress giờ thì các bạn là chưa biết, nhưng mà vài bài nữa các bạn sẽ biết. Hiện giờ thì các bạn chưa biết cái mạng nó như thế nào để nó build được cái Lovia. Bạn cứ hình dung Lovia giống một cái feature Jackson thôi, giống như bạn nói. dạ Nhưng mà hiện giờ các bạn chưa biết nó là cái gì hết. Hiện giờ vậy thì bạn ví dụ đang học dạ cái phần inference thôi, đúng không? ví dụ như mình làm thêm một cái data của mình đi, thì mình sẽ sử dụng cái architecture của cái Lovia đó, nhưng mà mình train lại trên cái data của mình để mình lấy ra được những cái vector đó đúng không ạ? Đúng không? À, ở đây đúng rồi, đó là một cách. Thứ nhất là bạn có thể dùng cái mạng Lovia đó bạn train lại giống người ta, nó một cách. Nhưng mà có một cách khác á, nó đơn giản hơn, tại vì dùng cái mạng đó của nó thì bạn sẽ phải có một cái có thể là train lâu hơn, hoặc có thể là có một cái adapt ở đó theo nó khó hơn. Thì người ta thường theo dùng kiểu này nè các bạn, người ta kết hợp cái mạng đó với cái mạng này, và cái output mình là một cái bài toán gì đó, và cái chỗ này là một cái size nào đó mình định nghĩa. Ví dụ như chỗ này mình cầm vector 100 chiều á, thì chỗ này cái chỗ này mình sẽ không để 3 đâu, mình sẽ để chỗ này Rồi. 100, hiểu không? Thì trong đây là cái vai trò của cái thằng RNN này, có thể là LSTM hay là GRU vậy, thì nó đóng vai trò giống như là cái bộ fully connected bên cái bài toán image classification đúng không? À, đúng rồi, là đúng rồi. Nhưng mà chúng ta có thể gì ở đây thầy nói lại ha, có nghĩa là trước đây nó sẽ, trước này nó sẽ có một bộ gọi là feature JSON để ra được cái feature vector của một từ, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi thì qua cái này nó sẽ thật ra cái bộ này á, nó giúp cho mình giải một cái bài toán cụ thể nào đó tốt hơn, đúng không? Dạ đúng. Ví dụ như cái bộ kia nó mang tính general thôi, cái bộ vector mà trước khi vào đây là nó mang tính general thôi, nó là bộ embedding general thôi. Nhưng mà cái bộ này nó giúp mình sẽ đưa cái general này về một bài toán nào đó cụ thể, ví dụ bài toán xác định là sentiment, cảm xúc, đúng không? Đó. Mình dạ Rồi, đúng rồi. Thì như vậy là nếu bạn nếu 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 bạn có đủ data của một lĩnh vực nào đó, ví dụ như lĩnh vực ngân hàng đi, bạn có đủ data của khách hàng, bạn có đủ data sentiment của khách hàng, thì bạn hoàn toàn có thể, thầy nói là đủ data nha, có nghĩa là cái data đó nó có chứa tất cả những cái từ trong cái từ điển của cái lĩnh vực bạn đang có, hiểu không? Dạ. Nó chứa tất cả những cái từ mà trong cái từ điển, tại vì nếu không có nó sẽ bị sai, chứa tất cả từ và số lượng đủ nhiều nha, thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm lấy cái layer cuối cùng rồi nè, làm cái vector đặc trưng cho lĩnh vực của bạn đó. Thì cho em hỏi tiếp là ví dụ như là bên cái bài 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 toán này, nếu mà mình không làm một cái một tức là mình không có làm một cái lĩnh vực đặc biệt nào hết, mà mình chỉ làm một bài toán sentiment chung chung thôi, thì mình có thể hoàn toàn là mình freeze lại cái phần Được, được. extraction, tức là mình lấy cái pre-train những cái vector mặt của Cobet trước và mình chỉ cần train lại cái phần Đúng RNN này thôi đúng 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 không thầy? rồi. Còn còn Ở một cái vấn đề, ở đây có một này, bạn nói đúng không có sai đâu, mà có vấn đề như vậy nè, nó có nhiều cái mức độ bạn. Khi các bạn học trong trường á, thì bạn chỉ ở mức độ làm được thôi. Khi các bạn ra ngoài á, các bạn phải mức độ là đáp ứng yêu cầu khách hàng. Đó. Thì mức độ làm được á, có nghĩa là bạn mang cái retrain về bạn chạy được 85% bạn cũng mừng nữa, 90% bạn cũng mừng nữa đó. Thì đó là cái mức độ 1, level 1. Level 2 á, khi bạn bạn ra một cái công ty á, bạn chạy 85%
khách hàng lắc đầu, mà giờ 90% khách hàng cũng lắc đầu. Bạn phải, bạn phải cho, bạn phải tìm đủ mọi cách ha. Có khả năng là bạn phải tự build lại cái embedding vector dành cho cái lĩnh vực của bạn, thì bạn mới đáp được, đáp ứng được yêu cầu khách hàng, đúng không? Bạn mới đáp ứng được là yêu cầu là 90 mấy phần trăm. Nhưng mà làm sao để làm chuyện đó? Cái data, ví dụ như khách hàng cần giải bài toán sentiment, mà cái data sentiment khách hàng đưa mình không nhiều, thì làm sao? Thì lúc đó mình sẽ kiếm một cái data cũng lĩnh vực ngân hàng luôn, nhưng mà có thể không phải là bài toán sentiment, có thể là một bài toán liên quan đến category đi, hiểu không? Category classification đi, nhưng mà cái data đủ nhiều, mình dung không? Thì mình có thể train trên cái data đó để mình có cuộc embedding, cuộc embedding của cái lĩnh vực ngân hàng mà dành cho bài toán category classification. Thì bạn có thể mang cái cuộc embedding đó, bạn thử áp vô cái bài toán sentiment. Tại vì bên kia nó đủ rồi, thì như vậy là khả năng, có khả năng là các từ trong ngân hàng bên kia nó đã đứng ở vị trí đúng của nó trong cái không gian, trong cái lĩnh vực đó rồi. Thì bạn có thể mang áp dụng thử cho cái lĩnh vực, cho cái bài toán sentiment, mình biết đâu được chính xác cao hơn so với dùng cái Jero, mình vô không? Như vậy thì cái lúc trend đó thì hoặc là cái lúc trend đó là mình trend luôn cả cái phần đằng trước lẫn cái phần đằng sau, tức là trend luôn cả cái phần feature extraction lẫn cái phần mà anand luôn. Còn cái mà nếu mà giả sử như một bài toán chung chung kiểu như thầy nói là để chạy được thì mình có thể freeze là cái phần mà feature extraction đằng trước, tức là mình xài cái pre-trend của nó, mình chỉ cần update là cái anand đằng sau thôi, kiểu vậy đúng không nè? Thường á thì người ta hay free cái đầu xong người ta trend cái sau thôi. Dạ đúng. Tại vì để nếu bạn thả cái đầu á, bạn thả luôn cái đầu á, thì có khả năng là bạn rơi vào tình huống trend lại từ đầu á. Tại vì ý là khi mà mình làm cho một cái bài toán cụ thể với một cái data cụ thể của mình á, thì mình phải thả luôn cái đầu để trend, đúng không thầy? Thì nó mới hợp được với cái feature trên cái data mới của mình. Thật ra như vậy nè, nếu bạn làm bài toán cụ thể, cái đầu của bạn ở đây có hai trường hợp ha, thầy hiểu ý bạn rồi. Có nghĩa là bạn đang muốn build một cái embedding của mình á, thì cái đầu á có hai trường hợp, một là cái đầu bạn thả, hai cái đầu bạn không thả, đúng không? Dạ đúng rồi, dạ đúng. Thì bây giờ nếu cái đầu á, cái đầu mà bạn thả ra, có nghĩa là bạn cho nó trend luôn á, thì về cơ bản á thì nếu data của bạn mà bạn thấy ok good á thì bạn thả luôn. Tại vì data bạn thấy là nó balance nè, các trường hợp nó balance nè, rồi data nó cũng khá là rich các trường hợp thì bạn thả được. Yeah. Khi bạn thả thì cái việc mà cập nhật các tham số cái đầu á, nó sẽ không ảnh hưởng nhiều. Tại vì lúc đó nó chỉ chủ yếu nó sẽ cập nhật một số từ bị sai, là một số cái từ mà nó không đúng trong lĩnh vực đó thôi, lĩnh vực ngân hàng nó cập nhật lại những feature thôi. Và những cái từ khác nó không đổi nhiều. Nhưng nếu mà bạn thả trong trường hợp data bạn không có good á, có nghĩa data bạn nó có nhiều thứ xen lẫn trong đó, thì có nguy cơ là bạn đang làm một cái việc là có thể là bạn sẽ take time rất là nhiều để bạn kiếm được cái đúng vị trí của nó. Thật ra thì theo kinh nghiệm của thầy á, thì thường á, mình sẽ free lại, mình sẽ cho nó chạy cái này. Thứ nhất là vừa nhanh, thứ hai mình có thể test được liền. Có nghĩa là bạn free cái này, xong bạn cho nó chạy cái này, xong bạn lấy cái này làm cái feature embedding mới. Thì nó vừa nhanh mà vừa dễ test luôn. Nếu nó ok thì theo lối đó. Còn nếu mà bạn free lại, bạn test lại cái này mà bạn thấy nó vẫn không ok, thì lúc đó bạn mới quyết định cái câu chuyện rất là lớn, nghe thả hết luôn. Quyết định câu chuyện lớn hơn, câu chuyện lớn hơn là câu chuyện thả thì là phải trend lại từ đầu hết luôn á. Dạ, thì thầy cho nói chung là tốt nhất là nên free trước. Bài toán cụ thể. Dạ. Free trước, đóng băng trước, chạy thử, ghét cái này ra, test coi ok không. Nếu ok, cho bài toán khác thì ok. Và nếu không, thì bắt đầu mới nghĩ đến chuyện thả ra, hiểu không? Dạ, rồi, cảm ơn. Thì thường thì cũng không nói trước chuyện gì đâu các bạn. Tại vì trong AI Deep Learning thì bạn phải nhiều khi test một hai case, một hai trường hợp, vài trường hợp chứ không thể nào nói trước được. Nhiều khi mình dự đoán là lối đó là ok, nhưng mà đến lúc nó chạy trên dữ liệu thật đó thì nó lại phát sinh những lối khác, đúng không? Không biết được, cũng khó cái nào nói được ha. Ok thì dùng cũng trễ rồi, thôi bữa sau mình học tiếp cũng được. Thì các bạn làm đi, thì thầy sẽ trong nay ngày mai thầy sẽ trả lời hai cái phần. Thầy sẽ bóp một cái bài Yolo trend lại từ đầu, trend lại từ đầu mà trend thêm bóp chất cho các bạn với cái phần mà video processing ha. Đúng không ạ? Xong mình học tiếp bằng ngôn ngữ này cũng được. Nó còn nhiều thứ nữa. Ok. Các bạn còn thắc mắc gì không? Trước khi chúng ta nghỉ ha. Rồi chào các bạn nha. Rồi hẹn gặp lại.